chương 41, công ty Khải Long. Diệp Thu thấy vậy, khuôn mặt anh đầy ái náy. Dù sao thì Hà Tình Tình cũng có ý tốt nhắc nhở mình nên mới bị liên luy, bị lý Soái có ác ý trả thù. Vì thế Diệp Thu vội vàng khuyên nhủ, chuyện kia, cô đừng lo. Số tiền này, chúng ta nhất định có thể đòi về được. Sao mà đòi được chứ? Nhiều người từng đi như thế rồi còn không đòi được, chúng ta sao có thể đòi được? Hà Tình Tình lau nước mắt, gương mặt tuyệt vọng nói. Thành bại do người mà, không thử thì sao biết được. Lỡ đâu chúng ta lại đòi được thì sao? Diệp Thu mỉm cười nói. Nhưng mà, Hà Tình Tình nhíu mày, khuôn mặt tràn ngập lo âu. Không nhưng nhị gì hết, chuyện đã thành ra như thế này rồi, chúng ta chỉ có liều một phen, có ra sao thì thì kết cục cũng không xấu hơn bây giờ được nữa, cô thấy sao? Diệp Thu rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Hà Tình Tình, mỉm cười nói. Audio điện tử võ tấn bền. Hà tình tình rụi mắt, khóc phút thít, cô vẫn còn hơi sợ hỏi thế. Thế liệu chúng ta có bị đánh gãy chân không? Ha ha, yên tâm đi, có tôi ở đây cô sẽ không bị đánh gãy chân đâu. Diệp Thu nhếch miệng cười, vỗ ngực bảo đảm. Thật à, Hà tình tình vẫn còn hơi lo lắng, hỏi. Tất nhiên rồi. Diệp Thu vô cùng chắc chắn gật đầu, sau đó vẫy tay, mỉm cười nói đi thôi chúng ta đi thanh toán sổ sách nói xong diệp thu đi ra phía ngoài bộ phận kinh doanh hà tình tình khẽ cắn răng do dự một lát cuối cùng quyết định đi theo cứ thế dưới ánh nhìn chế nhạo của mọi người bộ phận kinh doanh hai người đi ra ngoài cửa chính của công ty khải long nhìn cánh cửa công ty như cánh cửa đi vào địa ngục sắc mặt hà tình tình hơi tái cơ thể mềm mại sợ đến mức phát run Cô là một cô gái ngoan từ nhỏ, vừa nghĩ đến chuyện lát nữa mình có thể phải đối mặt với một đám thành phần xã hội hung thần ác sát, cô không khỏi căng thẳng. Thấy vậy, Diệp Thu mỉm cười cổ vũ, "Đừng sợ, chúng ta đến để thanh toán sổ sách, nợ tiền là bọn họ, cho nên nếu sợ cũng là họ sợ chúng ta. Khí thế của chúng ta không thể yếu hơn, nếu không chúng ta mà khiếp sợ đối phương, thế thì đừng nghĩ đến chuyện đòi được nợ nữa." "Sao anh lại biết nhiều như vậy?" Hà Tình Tình nhìn Diệp Thu, vẻ mặt hoài nghi hỏi nếu tôi bảo là trước kia tôi cho vay nặng lãi thường xuyên ra ngoài đòi nợ cô tin không diệp thu khẽ nhếch miệng mỉm cười nói cho vay nặng lãi hừ tôi không tin hà tình tình lấp tức vui trở lại lắc đầu thật đấy tôi là người cầm lái của tôi trước chúng tôi khoản nợ nào khó đòi tôi đều đòi lại được hết diệp thu trịnh trọng nói anh bớt khoác lắc đi nếu thật như vậy anh còn vào công ty chúng tôi làm một nhân viên kinh doanh làm gì hà tình tình liếc diệp thu một cái cười hỏi cái này chẳng phải là cả ngày ra ngoài đòi nợ phát chán cả lên suy nghĩ làm một nhân viên kinh doanh thay đổi một môi trường làm việc mới ai mà ngờ a à, ngày đầu tiên vừa mới đi làm tôi đã phải đi đòi tiền rồi cô nói xem đây là gọi là chuyện quỷ quái gì a à? diệp thu giang tay gương mặt bất đắc dĩ nói phụt hà tình tình hoàn hoàn bị diệp thu chọc cười rồi cũng không còn căng thẳng nữa. Cô nhìn Diệp Thu, mỉm cười trêu nói như thế thì, đây là anh đang quay lại nghề sở trường à. Còn chẳng phải sao, cho nên, đi cùng anh đây không phải sợ, hôm nay số tiền này chắc chắc là đòi được. Diệp Thu nhếch miệng cười nói. Được, chúng ta đi thôi. Hà Tình Tình gật đầu. Sau đó, Diệp Thu dẫn đường đi trước, Hà Tình Tình đi sau Diệp Thu, hai người đi vào công ty Khải Long mặc dù có trò đùa trước đó của diệp thu hà tình tình đã không còn sợ sệt như lúc trước nữa nhưng vừa mới bước vào công ty khải long cô vẫn khó tránh khỏi hơi lo lắng cô căng thẳng đi theo sau diệp thu hai bàn tay nắm chặt góc áo của diệp thu giống như là một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ thấy vậy diệp thu vô thức lắc đầu mỉm cười vừa đi vừa đánh giá công ty khải long đúng như dự đoán chỗ này không giống với công ty bình thường lắm những người trong công ty này mặc dù cũng mặc sơ mi co nhưng đa số mặc quần áo không chỉnh tề. Người thì cúc áo sơ mi chưa cài hết, người thì thắt cả vạt tùy ý. Thậm chí còn có nhiều người tóc nhuộm đủ loại màu sắc, người đầy hình xăm. Vừa nhìn một cái, là đã thấy khác với người đi làm bình thường rồi. Ngược lại, trông hơi giống du côn co mồ dài ra. Hơn nữa những người này cũng không có làm việc. Ở nơi làm việc, bọn họ túm năm tụm ba lại một chỗ, hoặc là tụ tập một chỗ hút thuốc nói chuyện, hoặc là tụ tập ở trên một cái bàn đánh bài. Điều này khiến cho cả khu làm việc chướng khí mù mịt, lộn xộn tùm lum. Thấy vậy, Diệp Thu cũng lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua bàn lễ tân công ty. Vừa nhìn một cái, Diệp Thu thoáng cái cạn lời. Bởi vì bàn lễ tân toàn là những cô gái trang điểm như quán đêm. Tóc cuộn sóng, áo cúp ngực, váy ngắn, khuôn mặt thì trang điểm đậm. Chỗ này nào phải là công ty gì a? À? không biết còn tưởng đã vào đến hộp đêm nhìn thấy diệp thu và hà tình tình tới cô gái ở bàn lễ tân liếc hai người một cái uể oải hỏi có chuyện gì không chào cô xin hỏi hồ tổng của các cô có đây không chúng tôi là người của tập đoàn lâm thị hà tình tình thấy trước bàn lễ tân là một cô gái lúc này mới dám đi lên hỏi tập đoàn lâm thị à các cô lại tới đòi nợ đúng không người lần trước tới đã ra viện chưa hồ tổng của chúng tôi đang ở phòng làm việc chẳng qua là các cô có can đảm đi hay không thôi cô gái ở quầy lễ tân cười khinh bỉ khuôn mặt coi thường nói tôi hà tình tình biến sắc lộ ra vẻ khiếp đảm diệp thu nhẹ nhàng vỗ cánh tay của hà tình tình ý bảo cô lui về phía sau sau đó anh đi lên trước nhìn lễ tân bình thản nói dẫn đường đi ồ xem ra lại có một lăng đầu thanh tới nữa a à, được nếu anh đã có gan thì tôi sẽ dẫn các người đi chỉ mong rằng lát nữa các người đừng có hối hận đi theo tôi cô lễ tân sen thường cười sau đó đứng lên vặn vẹo cái eo rồi đi trước dẫn đường thấy vậy diệp thu đi theo sau hà tình tình cắn chặt răng chỉ có thể đi cùng chỉ chốc lát sau ba người đã đi tới cái gọi là cửa phòng tổng giám đốc cô lễ tân để diệp thu và hà tình tình ở ngoài cửa đợi sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào khoảng mấy phút sau cô lễ tân đi ra nhìn hai người rồi nói vào đi hồ tổng đã đồng ý gặp hai người nghe thấy vậy diệp thu không nói hai lời trực tiếp đẩy cửa đi vào hà tình tình không dám ở ngoài này một mình đành vội vàng đi theo vào trong phòng làm việc một người đàn ông mặc áo cộc tay màu đen cường tráng để đầu cua đang ngồi trên ghế ông chủ trên cổ gã ta còn đeo một chiếc vòng vàng to lúc này gã ta đang dựa lưng vào ghế hai chân bắt chéo, bàn tay đang vân về quả ốc chó, vẻ mặt kiêu ngạo. Một bộ dạng không sợ trời không sợ đất điển hình. Mà gã, chính là ông chủ của công ty Khải Long, Hồ Biêu. Thấy Diệp Thu và Hà Tình Tình đi vào. Hồ Biêu chỉ liếc qua Diệp Thu một cái, sau đó đặt ánh mắt ở trên người Hà Tình Tình. Gã ta như là đang thưởng thức con mồi vậy, nhìn Hà Tình Tình từ đầu tới chân một lượt, trong mắt gã ta đã tràn đầy hứng thú. chương 42, có tiền cũng không đưa nói thật hồ biêu đã từng chơi đùa rất nhiều phụ nữ nhưng đều là kiểu lẳng lơ gợi cảm giống như cô lễ tân vừa nãy kia còn nữ sinh điềm đạm thanh tú như hà tình tình đây thì gã ta mới gặp lần đầu cho nên giờ phút này trong lòng gã ta đã dâng lên dục vọng mãnh liệt ánh mắt nóng rực đấy hận không thể lột sạch quần áo trên người hà tình tình cảm nhận được ánh mắt có ý đồ xấu của hồ biêu sắc mặt hà tình tình khẽ biến nhưng vẫn kiên trì đi lên tự mình giới thiệu nói, "Chào Hồ tổng, chúng tôi ở bộ phận kinh doanh của tập đoàn Lâm Thị, tôi tên là Hà Tình Tình, anh này là." Thế nhưng, Hà Tình Tình còn chưa nói hết câu đã bị Hồ Bưu ngắt lời. "Hà Tình Tình phải không? Nào, chúng ta có chuyện gì thì ngồi xuống trước đã rồi nói." Hồ Bưu từ trên ghế đứng dậy, rất nhiệt tình mời Hà Tình Tình đi tới ghế sofa tiếp khách ở bên cạnh. Thấy vậy, Hà Tình Tình cũng không tiện từ chối đành phải đi lên trước với Hồ Bưu. Còn về Diệp Thu, anh đã bị Hồ Bưu coi như không khí rồi. Đi tới sofa đằng trước ngồi xuống. Hà Tình Tình đang định để Diệp Thu cũng qua đây ngồi. Thế nào lại thành Hồ Bưu ngồi bên cạnh Hà Tình Tình, nhìn Hà Tình Tình, gương mặt tươi cười hỏi, cô Hà uống trà không? Hay là cà phê? Tôi lập tức cho thư ký đi chuẩn bị. Hồ tổng, không cần phiền thế đâu. Hà Tình Tình vội vàng lắc đầu, từ chối nói sau đó trong mắt cô xoẹt qua một tia nghi ngờ nghe nói hồ biêu là một người cực kỳ hung ác trước kia người của lâm thị tới đòi tiền đều bị gã ta chửi cho một trận sau đó đuổi ra ngoài sao hôm nay lại cư xử với mình nhiệt tình như vậy không biết hôm nay cô hà tới tìm tôi là có việc gì vậy hồ biêu tươi cười hỏi mà từ đầu tới giờ hai mắt gã ta vẫn nhìn chằm chằm hà tình tình chỉ còn thiếu mỗi nước móc mắt ra rồi gắn lên người hà tình tình thôi Hà Tình Tình bị Hồ Biêu nhìn mà nổi ra gà, nhưng vừa nghĩ tới chuyện đòi nợ quan trọng hơn, cô cũng dũng cảm nói: Hồ Tổng, số tiền anh nợ công ty chúng tôi cũng nợ được một thời gian rồi, không biết hôm nay anh có tiện trả tiền không? Vừa nghe thấy là tới để đòi nợ, nụ cười trên mặt Hồ Biêu thoáng cái giảm đi vài phần. Gã ta đánh giá Hà Tình Tình một lượt từ trên xuống dưới, cười lạnh nói: lại là đến đòi nợ. Bất quá tập đoàn Lâm thì cũng coi như là đã mở mang được đầu óc lúc trước toàn cho đàn ông tới đòi nợ làm tôi phiền chết đi được. Cuối cùng hôm nay đã đổi một mỹ nữ tới, rất tốt, tôi rất vui. Thế không biết Hồ Tổng có thể trả tiền nợ cho công ty chúng tôi không? Hà tình tình cẩn thận hỏi. Cô Hà đừng vội, những chuyện đó đều là thứ yếu, tôi thấy trước tiên chúng ta nên bồi dưỡng tình cảm, tình cảm tốt rồi thì cái gì cũng dễ nói. Hồ Biêu khoát tay, khuôn mặt suy nghĩ nói. Bồi dưỡng tình cảm gì? Hà tình tình nhíu mày, nghi hoặc nói đơn giản a à, tối nay tôi và bạn của tôi có một bữa tiệc cô đi cùng tôi chỉ cần cô có thể bồi cho tôi và bạn tôi vui thì số tiền tôi nợ kia tôi sẽ trả hết cả gốc và lãi cho công ty các cô hồ biu nhếch miệng cười nói bồi như nào a à? là ở một bên rót rượu gắp đồ ăn cho các anh sao hà tình tình lặng đi một lát gương mặt nghi ngờ hỏi cô chưa có nhiều kinh nghiệm rõ ràng vẫn chưa ý thức được hồ biu đang bẫy cô nhưng mà Hà Tình Tình càng ngây thơ như vậy. Hồ Biêu lại càng hưng phấn, ham muốn chiếm lấy càng mãnh liệt, gã ta lập tức cười nói, không không không, không có phiền như thế đâu, chỉ đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng lắm là uống với chúng tôi mấy chén rượu là được. Chỉ đơn giản thế thôi, chỉ cần cô có thể làm cho chúng tôi vui vẻ, tiền, tôi lập tức trả cho cô. Nghe vậy, Hà Tình Tình nhất thời có hơi lung lay. Dù sao thì nghe lời nói của Hồ Biêu, đúng là khá đơn giản điều này cũng khiến cô bắt đầu do dự. Nhưng đúng lúc này, Diệp Thu đứng ở một bên nghe từ đầu đến giờ lại cười lạnh nói, chỉ ăn cơm uống rượu thôi à. Sợ là đi rồi, không chỉ có như thế thôi đâu nhỉ. Quá chén rồi kéo đi thuê phòng lên giường, ngày hôm sau tỉnh lại nói đến cái quần không nhận người, tôi nói này Hồ Tổng, anh có thể có chiêu nào mới hơn không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Hà Tình Tình lập tức biến đổi, sợ đến mức đứng lên khỏi sofa cách một đoạn với hồ tổng thấy vậy sắc mặt của hồ biêu trầm xuống con vịt nấu chín đưa tới tận miệng rồi còn bay mất điều này làm cho gã ta phải hô một tiếng tức trong lòng a còn đối với người làm nhiễu sự là diệp thu hồ biêu lại càng hận tới cực điểm thấy hà tình tình đã cảnh giác với mình hồ biêu biết dù có muốn giả tạo tiếp để lừa hà tình tình mắc lừa là không thể nữa rồi vì thế gã ta dứt khoát lật bài nói thẳng cả người dựa trên ghế sofa cười lạnh nói các người đã nghĩ tôi như vậy thì tôi cũng hết cách tóm lại này cách chỉ có một cái này thôi nếu muốn tôi trả tiền thì phải làm theo quy tắc của tôi nếu không muốn tiền không có muốn mạng cũng không cho được rồi các người cút được rồi nói như vậy thì anh quyết tâm muốn quyệt nợ hả diệp thu hít mắt cười lạnh hỏi bản đại gia cứ thích quyệt nợ đấy thì làm sao cậu còn có thể cắn tôi chắc không ngại nói thật cho cậu biết tiền ông đây có nhưng tôi cứ không muốn trả đấy cậu làm gì được tôi nào chuyện đề cử đưa cơ trưởng về làm vị hôn thê hồ biêu nhướng mày kiêu ngạo nói nói xong hồ biêu nhìn về phía hà tình tình đánh giá thân thể mềm mại của hà tình tình một lượt từ đầu đến chân cười dâm nói mỹ nữ cơ hội đang ở trước mặt cô đấy muốn để tôi trả tiền thì phải xem biểu hiện của cô a không nhiều chỉ cần ngủ với tôi một đêm là được anh, anh đừng hòng. Hà tình tình tức giận trừng mắt nhìn Hồ Biêu, sau đó đưa tay kéo cánh tay của Diệp Thu, nói, Diệp Thu, chúng ta đi. Diệp Thu không nhúc nhích, mà nhìn Hồ Biêu, bình thản hỏi, tôi hỏi anh một lần cuối, số tiền này anh có trả không? Không trả, có tiền tôi cũng không trả, đã nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi thì mau cút đi, nhân lúc tâm trạng của bản đại gia đang tốt, nếu không bản đại gia cho cậu giống với người lần trước, từ chỗ này khóc lóc mà bò ra ngoài. Hồ Biêu liếc Diệp Thu một cái, cực kỳ hung hăng nói. Vừa nghe thấy câu này, Hà Tình Tình đã sợ đến mức khuôn mặt nhỏ biến sắc, vội vàng kéo cánh tay của Diệp Thu, nói, Diệp Thu, chúng ta mau đi thôi. Nói xong, Hà Tình Tình liền muốn kéo Diệp Thu rời đi. Diệp Thu vốn muốn động thủ luôn, nhưng cân nhắc tới việc tình cảnh máu mẽ có thể làm cô gái ngây thơ này sợ, anh quyết định tạm thời tha cho Hồ Biêu, rồi lại tìm cơ hội khác. Cứ như vậy, Diệp Thu bị Hà Tình Tình kéo ra đến cửa phòng làm việc, đang chuẩn bị rời đi. Thì đúng lúc này, Hồ Biêu ngồi trên sofa cười khinh bỉ một cái, nhìn bóng lưng Diệp Thu, gương mặt tràn đầy khinh thường nói, đầu năm nay, A A cẩu gì cũng dám tới cửa đòi nợ, cũng không nhìn lại mình xem mình là cái gì, tôi nói cho hai câu đã sợ chạy mất dép, nhát gan như thế mà cũng không biết ngượng tới cửa đòi nợ. Tôi nhổ vào, đúng là cái đổ oắt con, chương 43, lại quay về rồi nghe thấy vậy diệp thu đứng lại trong mắt xoẹt qua một tia sắc bén bất quá anh không quay đầu lại mà mặc cho hà tình tình kéo đi đi ra bên ngoài đi tới cửa của công ty khải long hà tình tình vội vàng thả cánh tay diệp thu ra khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên diệp thu nhìn hà tình tình nghi hoặc nói cô định cứ thế mà quay về à không quay về còn có thể làm gì được a à? anh thấy đấy hồ tổng đó bộ dạng hung thần ác sát lại nhìn đám người trong công ty anh ta cho dù chúng ta có tiếp tục đòi nợ thì chắc chắn cũng sẽ bị đánh gãy chân. Hà tình tình chu miệng, vẫn còn hơi sợ hãi nói. Ừ, cô nói cũng có lý. Diệp Thu gật đầu như là đang nghĩ tới cái gì đó. Cho nên, chúng ta cứ quay về công ty trước, cùng lắm thì, mất việc, an toàn quan trọng hơn. Hà tình tình bất đắc dĩ nói. Diệp Thu lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua giờ giấc, khuôn mặt ấy náy nói cái đó, hay là cô về trước đi, buổi sáng tôi đến muộn nên để quên cục sạc điện thoại ở nhà rồi, bây giờ chẳng phải là sắp tới giờ nghỉ chưa à, tôi tiện thể về nhà lấy. Thế thì được, anh về trước đi. Hà Tình Tình cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, giơ tay vẫy một chiếc taxi rồi ngồi lên xe. Nhìn theo xe taxi đi xa. Diệp Thu hít mắt, sau đó trực tiếp xoay người đi thẳng vào công ty Khải Long. Lúc đi qua bàn lễ tân, cô gái trước bàn lễ tân nhìn thấy Diệp Thu lại quay vào một lần nữa, cũng sừng sốt, hoài nghi nói, này, sao anh còn dám quay lại vậy? Lần này Diệp Thu căn bản không để ý đến cô ta, đi thẳng tới văn phòng của Tổng Giám Đốc. Trong văn phòng, Hồ Biêu ngồi trên sofa, rót cho mình một chén trà, gã ta vừa uống trà vừa nghĩ xem làm thế nào để đưa Hà Tình Tình lên giường. Bởi vì từ sau khi gặp được Hà Tình Tình, trong lòng gã ta ngứa ngáy khó chịu, cực kỳ muốn có được Hà Tình Tình. Nhưng đúng lúc này, phanh, một tiếng vang lớn bất ngờ vang lên cánh cửa văn phòng bị người ở bên ngoài một chân đạp ra hồ biêu đang suy nghĩ đến chuyện xấu xa thì giật mình tay run run nước trà bắn ra ngoài tay ngao chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm hồ biêu ăn đau nên thả chén trà ra sau đó ôm tay mình kịch liệt thổi một lúc sau mới xem như là đỡ hơn hồ biêu ngẩng đầu hai mắt tràn đầy lửa giận hung hăng chừng mắt nhìn ra cửa gã ta muốn nhìn xem là đứa nào không biết sống chết lại dám đạp cửa của mình thế nhưng sau khi hồ biêu nhìn thấy diệp thu đang đứng ở cửa phòng làm việc gã ta ngây người sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống phẫn nộ nói thằng kia lời mà tôi vừa nói lúc nãy cậu nghe không hiểu sao thế mà còn dám quay lại không muốn sống nữa đúng không diệp thu không để ý đến hồ biêu đi thẳng lên phía trước đặt hợp đồng vay nợ xuống trước mặt hồ biêu bình thản nói lấy tiền con mẹ nó xem lời của tôi như gió thoảng bên tai à thật sự nghĩ mình là dễ hành có đúng không được xem như cậu có gan hồ biêu lạnh lùng cười sau đó gã ta rút điện thoại ra bấm một cuộc điện thoại rồi nói với người ở đầu dây bên kia rằng mặt sẹo dẫn mấy người lên đây sao thế muốn động thủ à diệp thu khẽ nhếch miệng vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi chàng trai Thằng nhóc lần trước của công ty cậu lúc mới vào còn ngang ngược hơn cậu nhiều, nhưng kết quả thì sao? Bây giờ chắc cậu ta còn chưa ra viện nhỉ? Tôi nghĩ cậu ta ở bệnh viện chắc là khá cô đơn, cho nên hôm nay tôi dự định đưa cậu vào làm bạn với cậu ta. Hồ Biêu cười lạnh nói. Mà gã ta vừa mới dứt lời. Bên ngoài văn phòng có sáu gã đại hán liên tục đi vào. Người đàn ông dẫn đầu trong số đó, trên mặt có một vết sẹo của dao thật dài, thoạt nhìn cực kỳ hung ác. Hồ Tổng, có sắp xếp gì? Người đàn ông mặt sẹo liếc mắt nhìn Diệp Thu một cái, sau đó nhìn Hồ Biêu, xin chỉ thị. Tên nhóc này có hơi kiêu ngạo, hiểu ý của tôi không? Hồ Biêu lạnh lùng cười, nói. Mẹ nó, cậu ta còn dám kiêu ngao trước mặt ngài sao? Hồ Tổng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đập cậu ta ra cả cứt. Người đàn ông mặt sẹo hung ác cười, sau đó vẫy tay. Năm gã đại hán còn lại lập tức xông về phía Diệp Thu, bao vây Diệp Thu. Thấy cảnh này, Hồ Biêu khinh miệt cười một tiếng, lại rót cho mình một chén trà, vừa phẩm trà vừa đợi xem trò vui. Người đàn ông mặt sẹo đi tới trước mặt Diệp Thu, hoạt động cổ một chút, cười lạnh nói, nhóc con, hy vọng là cậu có bảo hiểm y tế. Nói xong, người đàn ông mặt sẹo giơ tay lên, trực tiếp vung cái tát về phía Diệp Thu. Bốp, chỉ nghe thấy một tiếng bà tai thanh thúy vang lên. Nhưng mà, giây tiếp theo, diệp thu vẫn bình yên vô sự đứng yên tại chỗ ngược lại người đàn ông mặt sẹo lại nằm trên mặt đất không nhúc nhích giống như là chó chết vậy trên má phải của gã ta còn có một dấu bàn tay đỏ tươi thấy vậy sắc mặt của hồ biêu lập tức đại biến phải biết rằng người đàn ông mặt sẹo là mãnh tướng số một của gã ta thân kinh bách chiến lấy một địch người nhưng giờ thì sao gã ta thậm chí còn chưa nhìn rõ là có chuyện gì thì người đàn ông mặt sẹo đã nằm trên mặt đất không còn sức chiến đấu điều này làm cho gã ta không bình tĩnh được nữa rồi còn năm đại hán đang vây xung quanh diệp thu giờ phút này ánh mắt nhìn diệp thu đã đầy kiêng rẻ rồi kể cả không dám ra tay thấy vậy hồ biêu nhất thời nóng này chừng mắt nhìn năm đại hán kia giận dữ hết cái quái gì vậy các cậu còn nhìn gì hả lên hết đi a à. năm đại hán nghe thấy vậy liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó cũng bất cần đời, cắn răng một cái, xông vào phía Diệp Thu. Nhưng mà, dạng bọn họ, bình thường bắt nạt dân chúng bình thường còn được. Chứ ở trước mặt Diệp Thu, thì thật sự là đến cả con kiến hôi cũng không bằng. Diệp Thu cơ bản là một chiêu hạ một người, trong phút chốc, năm người đã ngã hết xuống. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hồ biêu đại biến, nhanh chóng rút điện thoại ra lần nữa, bấm số rồi hét về phía đầu dây bên kia, tất cả mọi người đều lên hết cho tôi, toàn bộ lên. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài văn phòng liền truyền đến một trận tiếng bước chân lộn xộn. Đó là những người đàn ông mà lúc trước hút thuốc đánh bài trong khu làm việc, vào giờ phút này, tất cả đều xông vào. Hồ Bưu thấy thế, thẳng tay chỉ vào Diệp Thu, hung tợn nói, đánh cậu ta cho tôi, đánh chết thì thôi, có xảy ra án mạng thì ông đây gánh. Nghe thấy lời này, đám đàn ông đấy cũng nghiêm túc hẳn lên, ào ào rút dao từ trong túi ra còn lại thì có người lấy ống tuyết, quả bóng bóng chảy, thậm chí có người còn lấy luôn cái ghế ở bên ngoài vào. Ngay sau đó họ xông vào Diệp Thu như ong vỡ tổ. Đối mặt với sự vây đánh của mấy chục người. Nếu mà là một người bình thường thì chắc chắn đã sợ choáng váng rồi. Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một nụ cười khinh miệt, sau đó anh trực tiếp xông lên. Vào giờ khắc này, Diệp Thu như là nhập vào triệu tử long giết cả trăm vạn quân, đến mức kêu rên một mảnh những người đàn ông đó, mặc dù cầm vũ khí trong tay nhưng căn bản không phải là đối thủ của anh. Chỉ chốc lát sau, cả văn phòng, ngoại trừ Diệp Thu ra, không còn một ai có thể đứng lên được. Những người đàn ông đó đều nằm dạp trên mặt đất, kêu rên không ngừng. Nhìn thấy tình cảnh này, hồ biêu ngồi trên sofa đã bị dọa ngốc rồi, gã ta há to miệng, chén trà trong tay rơi xuống đất từ lúc nào cũng không biết. Trường 44, Ngài chính là da da ruột của tôi trời ơi đây còn là con người sao đây ước chừng phải mấy chục người đấy hơn nữa còn cầm vũ khí trong tay cứ thế là gục xuống rồi còn dám biến thái hơn a à? hồ biêu trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt thân thể không ngừng run rẩy mà đúng lúc này diệp thu tiện tay nhặt một con dao lên trực tiếp xoay người đi tới chỗ hồ biêu thấy vậy sắc mặt hồ biêu đại biến sợ đến mức sắp tè ra quần rồi Gã ta vừa nghĩ muốn nhích người chạy trốn, Diệp Thu đã đi đến bên cạnh gã rồi, con dao hướng lên trên cổ một cái, cười lạnh nói, Hồ Tổng, anh định để tôi thả cho anh ít máu, hay là định trả tiền? Trả tiền, tôi trả tiền. Hồ Biêu sợ tới mức mặt tái mét, vội vàng nói. Nói thật, gã đã trà trộn vào hai giới hắc bạch lâu như vậy rồi, có hoàn cảnh nào, loại người nào mà chưa thấy chứ? Nhưng duy nhất chưa từng thấy là người tàn nhẫn hung bạo như Diệp Thu. Cái quỷ gì a, à, một người đánh mấy chục người. Người như này, gã ta không trêu chọc được, cũng tuyệt đối không dám trêu chọc. Chính là cái gọi là hảo hán không ăn cái thiệt trước mắt. Vì để không rơi vào kết cục quá bi thảm, Hồ Bưu chỉ có thể quyết định tạm thời nhận lỗi. Tiên, tiên sinh, ngài muốn chi phiếu hay tiền mặt? Hồ Bưu hít một hơi thật sâu, nhìn Diệp Thu, cẩn thận hỏi. Chi phiếu đi, tôi lười cầm. Diệp Thu nghĩ một lát, thản nhiên nói. Vâng, xin ngài chờ một lát. Hồ Bưu nhanh chóng chạy đến trước bàn làm việc của mình, cầm tập chi phiếu, viết ra một tờ chi phiếu 100 vạn. Sau đó gã ta nghĩ một chút, lại viết một tờ chi phiếu 10 vạn, cùng đưa cho Diệp Thu, vẻ mặt nịnh bợ nói: "Tiên sinh, đây là 100 vạn tôi nợ quý công ty. Đây là 10 vạn, coi như là tôi biếu ngài làm phí vất vả, còn khiến ngài đích thân chạy đi một chuyến tới lấy tiền, thật sự là đã quá làm phiền ngài rồi." Nhìn Hồ Bưu tưởng như hai người khác nhau, cùng với tấm chi phiếu mà Hồ Bưu đưa tới. Diệp Thu lắc đầu cười, trêu tức nói, "Hồ tổng đúng là làm tôi lau mắt mà nhìn, thế nào mà đột nhiên thoáng cái đã trở nên hiểu chuyện như vậy rồi hả?" "Con người mà, đều cần phải lớn, lúc trước nhỏ không hiểu chuyện, tiểu nhân ở đây xin lỗi tiên sinh." Hồ Bưu mỉm cười nói, sau đó nhanh chóng khom người cúi đầu thật sâu với Diệp Thu. "Ha ha." Diệp Thu cười nhà cầm tờ chi phiếu sau đó rút một gói thuốc lá từ trong túi ra lấy một điếu để bên miệng thấy vậy hồ biêu nhanh chóng lấy ra cái bật lửa cung kính châm lửa cho diệp thu diệp thu hút một hơi híp híp hai mắt sau đó nhìn hồ biêu cười lạnh hỏi phải rồi lúc trước khi tôi đến đây hình như có nghe được ông nói rằng tôi là cháu ông chuyện này phải giải quyết thế nào hồ biêu sợ tới mức sắc mặt lập tức trắng bệch bùm bục một tiếng liền quỳ xuống trước mặt diệp thu sau khi dập đầu ba cái thật mạnh vội vàng cầu xin tha thứ nói, tiên sinh, tôi xin lỗi, đều tại cái miệng tiện của tôi, tôi mới là cháu, ngài là gia, ngài chính là gia gia ruột của tôi. Nói xong, hồ biêu lại hung hăng tát vào miệng mình hai cái. Thôi được rồi, nhưng tôi không có đứa cháu hèn nhát như anh. Diệp Thu liếc mắt xem thường nhìn hồ biêu một cái, sau đó cầm lấy chi phiếu, đang định quay người rời đi. Hồ biêu thấy vậy, nhanh chóng đi lên cung kính tiện anh. Dọc theo đường đi, hồ biêu một câu ra ra một câu ngài chậm thôi điều này làm cho những cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy mà ngây người mà giờ phút này dáng vẻ của hồ biêu còn giống với một người cháu thật điều này còn làm cho diệp thu hơi không quen mãi cho đến khi đi tới cửa chính của công ty lúc này hồ biêu mới ngừng lại nhìn diệp thu gương mặt nịnh nọt nói ra ra ngài đi đường thong thả cháu tiễn người đến đây thôi ừ diệp thu gật đầu sau đó nhìn Hồ bưu dặn dò nói, hôm nay chuyện xảy ra trong phòng làm việc của anh, tôi không muốn để cho quá nhiều người biết, bao gồm cả người của công ty. Nếu mà để lộ tin tức ra, chắc là anh biết hậu quả. Ra ra ngài yên tâm đi, chuyện hôm nay tôi và kể cả đàn em của tôi, tuyệt đối sẽ không để lộ nửa chữ ra bên ngoài. Hồ bưu vội vàng vỗ ngực bảo đảm. Thực ra cho dù Diệp Thu không nhắc, gã ta cũng không muốn truyền tin ra. Dù sao thì cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, tất cả người trong công ty gã ta bị một mình Diệp Thu đánh. Tin này mà truyền ra ngoài thì đúng là làm người ta cười cho. Chấm 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 chấm. Xử lý hoàn tất hết thảy. Diệp Thu ăn tạm gì đó ở bên ngoài, về nhà thay một bộ quần áo khác, sau đó gọi xe đi về công ty. Thế nhưng, vừa đến cửa của tòa nhà Lâm Thị, Diệp Thu đã nhìn thấy bóng hình của Hà Tình Tình từ xa giờ phút này hà tình tình đang ôm một hộp giấy vừa khóc vừa đi ra ngoài diệp thu nhanh chóng đi lên quan tâm hỏi cô sao vậy hà tình tình ngẩng đầu nhìn diệp thu nhất thời khóc càng hăng cô vừa khóc vừa nói tôi tôi bị đuổi việc rồi hả tại sao diệp thu ngẩn người nghi hoặc nói sau khi tôi trở về công ty quản lý lý biết tôi không đòi được tiền về anh ta liền lấy lý do đấy đuổi việc tôi Hà Tình Tình khóc nức nở nói: "Ừ, tôi còn tưởng là nguyên nhân gì cơ, đi, tôi dẫn cô đi tìm quản lý Lý, để anh ta thu lại quyết định đuổi việc, đồng thời chuyển cô lên làm chính thức." Diệp Thu nói xong, liền định dẫn Hà Tình Tình quay lại công ty. "Không được đâu, trừ phi có thể đòi được tiền nợ của công ty Khải Long về, nhưng đó là nhiệm vụ không thể hoàn thành được, tôi vẫn đi thì hơn." Hà Tình Tình lắc đầu, vẻ mặt tuyệt vọng nói: "Không thử một chút thì sao biết được?" Đi với tôi nào." Diệp Thu nhếch miệng cười, sau đó kéo Hà Tình Tình đi vào tòa nhà Lâm Thị. Bộ phận kinh doanh. Lúc này tất cả mọi người đều có mặt. Còn quản lý kinh doanh Lý Soái đang đứng trước mặt mọi người, lấy trường hợp Hà Tình Tình bị đuổi việc làm tài liệu giảng dạy phản diện, tiến hành phê bình. "3 tháng Hà Tình Tình ở bộ phận kinh doanh chúng ta, không có bất kỳ thành tích xuất sắc nào, tôi giao nhiệm vụ cho cô ta thì không hoàn thành. Cho nên tôi đã tiến hành đuổi việc cô ta." tôi hy vọng mọi người có thể lấy đó làm gương được rồi mọi người bắt đầu công việc đi lý suất nghiêm túc nói sau đó đang chuẩn bị xoay người đi về phòng làm việc của mình thì đúng lúc này diệp thu dẫn hà tình tình đi vào bộ phận kinh doanh thấy vậy mọi người nhất thời sửng sốt ngay sau đó đều làm tốt công tác chuẩn bị xem kịch vui nhìn thấy hai người đi tới sắc mặt lý soái trầm xuống anh ta hung hăng chừng mắt nhìn hà tình tình lạnh giọng hỏi Hà Tình Tình, cô đã bị đuổi việc rồi, còn quay lại làm gì? Quản lý Lý, cô không thể đuổi việc Hà Tình Tình. Diệp Thu nhìn Lý Soái, thản nhiên nói. Ồ, Lý Soái liếc mắt nhìn Diệp Thu, cười lạnh nói, Diệp Thu, tiền nợ của công ty Khải Long không đòi về được, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ thế mà giờ cậu còn lo cả việc của người khác à? Cậu cứ lo tốt chuyện của mình trước đi, Hà Tình Tình tôi đã đuổi rồi. Nếu như cậu còn nói thêm một câu vô nghĩa nữa thì ngay cả cậu tôi cũng đuổi luôn." Nghe thấy vậy, khuôn mặt nhỏ của Hà Tình Tình biến đổi, vội vàng kéo tay áo Diệp Thu ý bảo Diệp Thu đừng nói nữa. Cô lo mình sẽ liên lụy Diệp Thu. Thế nhưng, Diệp Thu đã tính hết ở trong lòng rồi, anh tiếp tục nhìn Lý Soái, hỏi, "Quản lý Lý, nếu tôi nhớ không nhầm thì trước khi hai chúng tôi xuất phát, anh đã từng hứa hẹn rằng nếu chúng tôi có thể đòi được tiền nợ của công ty Khải Long về, anh sẽ chuyển Hà Tình Tình lên làm chính thức, tôi nói có đúng không? Chương 45, chắc chắn là giả. Đúng, tôi đã từng nói cái này, nhưng các cậu có đòi được nợ về không? Rõ ràng là không, mà 3 tháng thực tập của Hà Tình Tình đã qua, dưới tình huống cô ta không có bất kỳ biểu hiện ưu tú nào. Vì thế tôi đành phải đuổi cô ta, cậu còn ý kiến nữa không? Lý Soái gật đầu, cười lạnh hỏi. Tôi đương nhiên có ý kiến. Diệp Thu nghiền ngẫm vật đầu. Sau đó nhìn Lý Soái, bình thản nói, bởi vì số nợ của công ty Khải Long, chúng tôi đã đòi được rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nháy mắt khiếp sợ. Số tiền nợ 100 vạn của công ty Khải Long khó đòi thế nào? Mọi người ở đây đều biết. Lần trước Tiểu Vương đi đòi nợ, đã bị đánh gãy hai chân, đến giờ vẫn chưa ra viện. Một khi đã vậy, thì sao mà Diệp Thu và Hà Tình Tình đòi được tiền về nhỉ? Lý Soái nhìn Diệp Thu, Nhíu mày, có chút không tin hỏi, nói mà không có bằng chứng, tiền đâu? Cậu cho tôi nhìn thấy tiền đã rồi nói tiếp. Đừng vội. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, duỗi tay vào trong túi móc ra một tờ chi phiếu 100 vạn, đưa tới trước mặt Lý Soái. Nhìn tờ chi phiếu mà Diệp Thu đưa qua, Lý Soái sững sờ, sau đó nhanh chóng cầm lấy, mở to mắt cẩn thận nhìn một lượt. Tên công ty bên trên, còn có con số, tất cả đều đúng, không có bất cứ vấn đề gì. Điều này làm cho Lý Soái kinh sợ rồi. Còn Hà Tình Tình ở bên cạnh thì trợn tròn mắt mà nhìn. Lúc này cô mới phản ứng kịp, hóa ra sau khi tiến cô xong, Diệp Thu không có về nhà lấy sạc điện thoại mà quay lại đòi nợ. Nhưng cái mà làm cho Hà Tình Tình không hiểu là, đối mặt với hồ biêu hung thần ác sát, cùng với đám lưu manh đầy công ty, làm sao mà Diệp Thu đòi được tiền về vậy? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Diệp Thu, hình như cũng không bị thương a. À. Vừa nghĩ tới đây, Hà Tình Tình nhìn Diệp Thu, dĩ nhiên là không nhịn được hỏi, Diệp Thu, làm sao mà anh? Xuyệt! Diệp Thu giữ ngón tay bên khóe miệng ra hiệu, ý bảo Hà Tình Tình đừng nói gì, sau đó anh nhìn Lý Soái, thản nhiên hỏi, quản lý Lý, tiền nợ đã ở đây rồi, không biết chúng tôi có được tính là hoàn thành nhiệm vụ không? Nếu như có được tính, thì xin quản lý Lý Thu lại quyết định đuổi việc Hà Tình Tình và chuyển cô ấy lên chính thức. Nghe vậy, lý soái híp mắt suy nghĩ trong chốc lát sau đó sắc mặt trầm xuống cắn răng nói là giả tờ chi phiếu này chắc chắn là giả diệp thu không phải là cậu muốn dùng cách làm giả này để lừa bịp qua cửa đấy chứ lý soái vừa nói ra lời này mọi người nhao nhao nhìn diệp thu trong mắt phủ đầy nghi ngờ dù sao thì số nợ của công ty khải long khó đòi như vậy công ty không biết là đã cử bao nhiêu người đi đòi số tiền này hơn nữa mềm cứng bám dai cái gì cũng dùng hết rồi đều không có ai có thể đòi được số tiền này về sao mà diệp thu vừa đi một chuyến liền đòi được thoải mái như vậy chứ trong này chắc chắn là có điểm kỳ lạ cho nên giờ phút này bọn họ cũng đều nghĩ rằng tờ chi phiếu mà diệp thu lấy ra là giả đối diện với ánh mắt hoài nghi của mọi người diệp thu khẽ nhếch khóe miệng bình thản nói có phải là giả hay không anh tìm tài vụ của công ty kiểm chứng một cái là biết đúng không diệp thu tốt nhất là cậu nghĩ cho kỹ đi nếu kiểm chứng ra tờ chi phiếu này là giản, thì chắc chắn cậu cũng sẽ bị đuổi việc. Công ty chúng ta không chứa chấp một người gian dối. Tất nhiên, nếu bây giờ cậu thu tờ chi phiếu giả này về, không nhúng tay vào chuyện của Hà Tình Tình, tôi sẽ không truy cứu nữa. Lý Soái chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói. Nghe vậy, Hà Tình Tình nhanh chóng nháy mắt với Diệp Thu, ý bảo Diệp Thu nhanh chóng thu tờ chi phiếu này về. Bởi vì cô cũng sợ Diệp Thu vì giúp mình mà đi in chi phiếu giả, như thế lại làm liên lụy tới Diệp Thu, lương tâm cô sẽ ái náy. Không sao. Diệp Thu cười với Hà Tình Tình một cái, sau đó nhìn Lý Soái, bình thản nói, không cần đâu, tìm tài vụ đến kiểm chứng đi. Nếu tờ chi phiếu này là giả, tôi lập tức sẽ rời đi. Nhưng nếu như là thật, anh bắt buộc phải xin lỗi Hà Tình Tình, đồng thời chuyển cô ấy lên làm chính thức. Tôi thấy cậu chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, đi, bên cạnh chính là bộ phận tài vụ, bây giờ chúng ta đi kiểm chứng thật giả. Lý Soái chừng mắt nhìn Diệp Thu, sau đó cầm tờ chi phiếu đi sang bộ phận tài vụ bên cạnh. Diệp Thu, rốt cuộc tờ chi phiếu kia có phải là thật không? Hà Tình Tình nhìn Diệp Thu, gương mặt lo lắng hỏi. Có phải là thật hay không, tài vụ kiểm tra là biết, đi thôi. Diệp Thu mỉm cười, lập tức đi sang bộ phận tài vụ. Hà Tình Tình nhíu mày, chỉ có thể đi theo còn những người còn lại của bộ phận kinh doanh đều muốn xem náo nhiệt nhốn nháo đi theo sau cứ thế một đoàn người đi tới bộ phận tài vụ lý soái trực tiếp tìm đến một người tài vụ mà mình quen đưa tấm chi phiếu qua rồi nói tài vụ trương anh nhìn giúp tôi xem tấm chi phiếu này có phải là thật không nói xong lý soái quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn diệp thu và hà tình tình thầm cười lạnh nói hừ đôi cầu nam nữ các người định cầm tờ chi phiếu giả lửa ông một chút cửa cũng không có đâu chỉ cần tài vụ kiểm tra ra tờ chi phiếu này là giả ông đây nhất định khiến cho hai người cùng cút xéo thế nhưng vào lúc này chỉ nghe thấy tài vụ trương cười nói quản lý lý tờ chi phiếu này là thật được đấy nhở đến cả tiền nợ của công ty khải long bộ phận các ông cũng đòi được ai làm vậy đây là lập công lớn đấy lời này vừa nói ra cả người lý xoáy run lên suýt nữa thì đứng không vững mà ngã trên mặt đất còn Hà Tình Tình và mọi người ở bộ phận kinh doanh đi sang cùng cũng sợ ngây người. Giờ phút này, tất cả bọn họ đều nhìn về phía Diệp Thu, trên mặt đầy kinh ngạc. Tờ chi phiếu này là thật, thế cũng có nghĩa là Diệp Thu đã làm được thật rồi. Anh thật sự đã đòi được tiền nợ của công ty Khải Long về. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ kỳ diệu. Tài vụ Trương, anh xác định không nhìn nhầm chứ? Lý Soái vẫn chưa từ bỏ, lại hỏi lại. Quản lý Lý Tôi làm tài vụ ít nhất cũng được 10 năm rồi, một tờ chi phiếu thì chưa nhìn nhầm được. Tấm chi phiếu này có thể cầm tới ngân hàng rút ra bất cứ lúc nào." Tài vụ Trương mỉm cười nói. Nghe được câu này, sắc mặt Lý Soái thoáng cái đã cực kỳ khó coi, đi ra khỏi bộ phận tài vụ, ra ngoài hành lang. Diệp Thu nhìn Lý Soái, anh khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi, "Quản lý Lý, bây giờ chắc là anh có thể thực hiện hứa hẹn của anh rồi nhỉ?" Lý Soái cắn răng, chỉ có thể nhìn Hà Tình Tình, tâm không cam tình không nguyện nói, "Hà Tình Tình, rất xin lỗi cô, lúc trước là tôi sai sót, suýt nữa thì đuổi công thần của công ty đi. Cô quay lại làm việc đi, tôi sẽ đích thân làm đơn gửi lên công ty xin chuyển cô lên làm chính thức. Bắt đầu từ tháng sau, cô sẽ được hưởng đãi ngộ của nhân viên chính thức." Nói xong, anh ta lại nhìn về phía Diệp Thu, tiếp tục nói, "Nhiệm vụ lần này cậu hoàn thành rất tốt, dựa theo quy định, cậu sẽ được hưởng 10% trích từ phần trăm kinh doanh." đợi sau khi tôi báo cáo lên công ty tiền tôi sẽ đích thân quyết toán cho cậu vậy thì cảm ơn quản lý lý diệp thu nhếch miệng cười nói khóe miệng lý soái run rẩy sau đó cũng không còn mặt mũi nào mà đứng ở đây tiếp nữa anh ta vội vàng xoay người đi về phía phòng làm việc của mình những người còn lại của bộ phận kinh doanh thấy vậy cũng ảo ào, ào tản đi chẳng mấy chốc trên hàng lang chỉ còn lại diệp thu và hà tình tình diệp thu tôi Tôi được chuyển lên chính thức rồi à?" Hà Tình Tình nhìn Diệp Thu, có chút không dám tin hỏi. "Tất nhiều rồi, chúc mừng cô a." À. Diệp Thu mỉm cười nói. "Thật tốt quá, tôi thật sự đã đợi ngày này lâu lắm lâu lắm rồi." Hai mắt Hà Tình Tình đỏ hoe, vẻ mặt kích động nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 46, xem ra em vẫn là yêu anh. Dù sao thì ở tập đoàn Lâm Thị phúc lợi đãi ngộ dành cho nhân viên chính thức tốt hơn nhân viên thực tập nhiều. Không nói đến 5 quỹ bảo hiểm và một quỹ nhà ở. Chỉ tính riêng tiền lương hàng tháng đã hơn 2 ngàn. Điều này đối với một người không giàu có, cấp bách cần tiền như Hà Tình Tình mà nói, quả thực chính là một tin cực kỳ tốt. Cho nên giờ phút này, khỏi nói Hà Tình Tình vui mừng cỡ nào. Tất nhiên, cái gọi là uống nước không quên người đào giếng. Hà Tình Tình cũng biết, Bản thân mình có thể chuyển lên làm nhân viên chính thức là may nhờ có Diệp Thu. Vì thế cô nhìn Diệp Thu, khuôn mặt cảm kích nói, "Diệp Thu, lần này may mà có anh, nếu không tôi đã bị đuổi việc thật rồi. Thế này đi, tối nay tan làm anh có rảnh không? Tôi mời anh đi ăn cơm, tỏ lòng cảm ơn. Đồng nghiệp với nhau, không cần khách khí thế đâu nhỉ?" Diệp Thu mỉm cười nói, "Không được, nhất định cần, anh không được từ chối tôi." Nếu không sau này tôi sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp anh nữa." Hà Tình Tình cong cong cái miệng, kiên trì nói. "Được rồi, thế tối nay cô sắp xếp đi." Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu cười. "Được, quyết định thế nha." Hà Tình Tình gật đầu, vui vẻ nói. "Chấm chấm 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 chấm." Buổi chiều, tin tức Diệp Thu đã thành công đòi về số tiền nợ 100 vạn cho công ty nhanh chóng được truyền khắp Lâm thị mặc dù 100 vạn đối với công ty lớn như Lâm Thị căn bản không tính là gì. Nhưng bản thân chuyện này lại cực kỳ có độ khó. Tiếng xấu của công ty Khải Long, hơn 80% nhân viên trong Lâm Thị từng nghe nói qua. Hơn nữa lúc trước Lâm Thị vì đòi được tiền nợ, còn ra một cái hứa hẹn với toàn bộ người trong công ty rằng, nếu ai có thể đòi được số tiền nợ của công ty Khải Long về, thì sẽ được trích 10% tiền thưởng. Trích phần trăm của 100 vạn, đó là cả 10 vạn đấy. Điều này đối với phần lớn nhân viên trong công ty mà nói, cực kỳ có sức hấp dẫn. Cho nên đường thời có rất nhiều người sung phong nhận việc, đi trước thử nghiệm. Kết quả, bọn họ đều bị đuổi về, bộ dạng đặc biệt nhếch nhác. Thế mà bây giờ, khi bọn họ biết được Diệp Thu đã đòi được tiền nợ của công ty Khải Long về, vẫn là có chút khiếp sợ. Vì thế, ngắn ngủi một buổi chiều, Diệp Thu, một nhân viên mới vừa mới vào làm chưa được một ngày, lại trở thành người được thảo luận nhiều nhất trong tập đoàn Lâm Thị. Còn thân là đương sự Diệp Thu, ngồi trước bàn làm việc, gương mặt buồn thiêu nhìn chầm chầm máy tính, hiển nhiên là vẫn chưa biết mình đã nổi tiếng rồi. Đúng lúc này, Lý Soái ôm một túi tài liệu đi tới trước bàn của Diệp Thu. Anh ta đặt túi tài liệu lên trên bàn của Diệp Thu, sắc mặt khó coi nói, Diệp Thu, đây là trích phần trăm kinh doanh của cậu, tổng cộng là 10 vạn, cậu mở ra đếm đi. Nghe thấy lời này, nháy mắt, Tất cả mọi người của bộ phận kinh doanh đều nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu mở túi tài liệu ra, tất cả đổ lên trên bàn. Cổ Nhiên, tổng cộng 10 bó tờ 100 tệ, mỗi bó một vạn, cộng lại vừa tròn 10 vạn. Thấy vậy, ánh mắt mọi người tràn đầy hâm mộ. Kia là 10 vạn đấy, sắp bằng một năm tiền lương của bọn họ rồi. Còn Diệp Thu, vừa tới được một ngày, đã lời được 10 vạn. Điều này làm cho bọn họ ước ao ghen tị chết mất thôi. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Lý Soái, giờ phút này đang nhìn vào 10 vạn đồng cũng có chút đỏ mắt. Mặc dù tiền lương của anh ta khá cao, không thiếu tiền, nhưng làm gì có ai chê nhiều tiền chứ? Cho nên giờ phút này, khỏi nói trong lòng anh ta khó chịu thế nào. "Đợi cậu đếm xong thì đi tới chỗ Lâm tổng một chuyến, cô ấy muốn đích thân gặp cậu." Lý Soái bực bội nói, sau đó anh ta trực tiếp xoay người rời đi. Thấy vậy, Diệp Thu cũng sững sờ rất nhanh khóe miệng anh đã kéo ra một nụ cười, thầm nghĩ, gặp mình. Lẽ nào cô ấy muốn khen ngợi mình? Vừa nghĩ tới đây, Diệp Thu rất vui vẻ. Bởi vì đây mới là mục đích mà anh đến công ty Khải Long đòi tiền. Còn 10 vạn tiền trích phần trăm, anh chẳng thèm để vào mắt đâu. Tùy tiện thu dọn số tiền này rồi bỏ vào ngăn kéo. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Diệp Thu hoạt bát đi tới văn phòng tổng giám đốc. Một đường đi thẳng tới cửa của văn phòng tổng giám đốc. Diệp Thu nhấc tay gõ cửa. Vào đi. Không bao lâu, trong phòng truyền ra tiếng nói của Lâm Thanh Nhã. Nhưng mà vào trong tai Diệp Thu, giọng nói này lại êm tai đến thế. Diệp Thu không chút do so dự, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Còn Lâm Thanh Nhã nhìn thấy người đi vào là Diệp Thu, cô cũng ngẩn người, lành lạnh nói: "Anh tới rồi à?" Nghe nói Lâm tổng muốn gặp tôi, tôi liền tạm gác hết mọi việc lập tức tới đây, không chậm trễ một giây phút nào. Diệp Thu nhếch miệng cười nói. Miệng lưới trơn chu. Lâm Thanh nhã chừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, lạnh lùng hỏi tiền của công ty Khải Long là anh đòi về thật sao? Đúng thế, chẳng nhẽ quản lý Lý chưa nói với em sao? Diệp Thu gật đầu, mỉm cười nói. Nói rồi, nhưng hồ biêu của công ty Khải Long không phải quả hồng mềm, nghe nói sau lưng ít nhiều còn có cả xã hội đen, sao mà anh làm đòi được tiền vậy? lâm thanh nhã híp mắt nhìn diệp thu lành lạnh hỏi nếu anh nói lúc nhỏ hồ biêu từng bị rơi vào hố phân sau đó suýt nữa thì mất mạng là anh đã cứu cậu ta một mạng kéo cậu ta lên từ trong hố phân cho nên hôm nay cậu ta vừa gặp anh liền lập tức trả tiền em tin không khóe miệng diệp thu khẽ nhách mỉm cười nói đừng ba hoa nữa mau nói đi lâm thanh nhã liếc diệp thu một cái lạnh lùng nói khụ khụ cũng không có gì a à chính là anh đi đòi nợ theo quy trình chính quy A, anh quấn lấy lại nhảy không buông, về sau gã ta bực mình quá, liền trả tiền cho anh. Diệp Thu ho khan hai tiếng, nói, đơn giản như vậy ư, Lâm Thanh nhã nhíu mày, đúng là đơn giản như vậy. Diệp Thu gật đầu, được rồi, lần này tôi tạm tin anh. Lâm Thanh nhã khoát tay, sau đó nhìn Diệp Thu, bình thản nói, lần này anh làm rất tốt. Tôi thay mặt công ty biểu thị lòng cảm ơn và tuyên dương anh. Lâm Tổng, cái này có tính là em đang khen anh không? Diệp Thu nhếch miệng cười hỏi. Coi như là thế đi, nhưng mà anh cũng đừng đắc ý, anh là nhân viên kinh doanh, tất cả dựa trên đánh giá hiệu suất, nếu hiệu suất cuối tháng không đạt tiêu chuẩn, tôi vẫn sẽ đuổi anh. Lâm Thanh nhã lạnh lùng nói. Anh hiểu rồi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thu tập tức đứng thẳng người, vỗ ngực nói. Được rồi, không còn chuyện gì nữa, anh đi làm việc đi tối nay tôi phải tham gia một cuộc gặp gỡ có khả năng sẽ về rất muộn anh tan làm thì về trước đi lâm thanh nhã khoát tay lạnh lùng nói được diệp thu gật gật đầu sau đó xoay người đi ra ngoài nhưng lúc mà diệp thu sắp đi đến cửa phòng làm việc chỉ nghe thấy lâm thanh nhã đột nhiên lạnh lùng nói phải rồi quên nhắc nhở anh hồ biêu đó không phải là loại người bình thường trong khoảng thời gian sắp tới anh hãy cẩn thận một chút buổi tối tốt nhất là đừng ra ngoài chơi linh tinh phòng ngừa anh ta phái người lén lút báo thù. Nghe thấy vậy, Diệp Thu sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn Lâm Thanh Nhã, gương mặt cảm động hỏi, bà xã, em đang quan tâm anh à? Xem ra em vẫn là yêu anh, anh thật sự rất cảm động, ô ô. Nói nói Diệp Thu cũng phải gạt nước mắt, diễn diễn. Anh cút đi cho tôi. Khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh Nhã nhất thời phát lạnh, lạnh lùng nói. Tuân mệnh, Diệp Thu gật đầu, nhanh chóng kéo cửa ra, tung tăng chạy ra ngoài. Chương 47, mời cô uống chén rượu. Nhìn cánh cửa văn phòng bị Diệp Thu đóng lại, Lâm Thanh Nhã ngẩn người một lát, sau đó cô lắc đầu cười, thầm nói, có lẽ người đàn ông này cũng không tệ như mình nghĩ. Sau khi đi ra khỏi phòng làm việc của Lâm Thanh Nhã, trong lòng Diệp Thu cũng phấn chấn ngất ngây, bởi vì đây là lần đầu tiên anh được Lâm Thanh Nhã khen. Mặc dù là vì chuyện công việc, nhưng mà anh vẫn rất vui. Diệp Thu tin rằng, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, sớm muộn gì anh cũng có thể làm rung động trái tim băng giá của Lâm Thanh Nhã. Ngày đó, sẽ không còn quá xa, chẳng mấy chốc đã tới tan tầm buổi chiều. Bởi vì trước đó đã hẹn với Hà Tình Tình. Vì thế vừa tan làm, Diệp Thu liền cầm theo 10 vạn đồng, đi cùng Hà Tình Tình ra khỏi công ty. Để báo đáp Diệp Thu, Hà Tình Tình cũng không xá gì nữa. Chọn địa điểm ăn cơm là ở Xuyên Thục Cư. Đây là một nhà làm món cay tứ xuyên khá nổi tiếng ở Giang Châu, thuộc loại tầm trung đếm cao cấp, chi phí của mỗi người vào khoảng 300 tệ. Với tình hình trong nhà của Hà Tình Tình thì bình thường chắc chắn cô sẽ không tới đây. Nhưng mà, hôm nay đặc biệt. Cho nên cô cũng không keo kiệt nữa, đặt chỗ từ sớm, tan làm liền dẫn Diệp Thu chạy tới đây. Nhìn vào cảnh vật xa hoa, bầu không khí thanh nhã xung quanh. Diệp Thu cũng hơi bất đắc dĩ, nhìn Hà Tình Tình, Mỉm cười nói, thực ra, tùy tiện ăn cái gì đó là được rồi, con người tôi không khó ăn. Thế không được, anh không chỉ giúp tôi giữ được công việc, còn giúp tôi thành công chuyển lên chính thức, hôm nay tôi phải cảm ơn anh thật tốt. Hà Tình Tình rất kiên định lắc đầu. Sau đó cô đưa thực đơn cho Diệp Thu, nói, "Này, anh gọi món đi." Diệp Thu đành vì tiện gọi hai món chay rẻ nhất, sau đó trả thực đơn Hà Tình Tình. Thấy vậy, Hà Tình Tình lập tức không vui quyệt cái miệng nhỏ tức giận nói, "Này, Diệp Thu, anh có ý gì vậy, khinh thường người ta à?" "Không có a, à, gần đây khẩu vị của tôi khá là thanh đạm, nên tôi chọn hai món chay là được." Diệp Thu lắc đầu, cười nhạt nói, "Thế cũng không được, nếu anh không gọi thì tôi gọi." Hà Tình cầm thực đơn qua, rồi gọi liên tiếp mấy món bảng hiệu ở đây. "Có mặn có chay." Cứ thế, một bàn này cộng lại phải đến 7, 800 rồi. Thấy vậy, Diệp Thu đành chịu lắc lắc đầu, chỉ có thể vì Hà Tình Tình làm. Tốc độ lên món của xuyên thục cư rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đầy một bàn. Diệp Thu và Hà Tình Tình vừa ăn vừa nói chuyện. Ngay từ đầu Hà Tình Tình đã không ngừng cảm ơn Diệp Thu. Về sau hai người tán gẫu thẳng đến chuyện nhà. Thông qua cuộc nói chuyện, Diệp Thu biết được điều kiện gia đình của Hà Tình Tình rất khổ. Ba thì mất sớm, chỉ còn lại một người mẹ mang bệnh nặng và một em trai nhỏ tuổi. Mẹ nằm viện, đều do một mình cô gánh vác. Vì thế tiền lương của cô là nguồn thu nhập duy nhất của cả nhà. Đây cũng là lý do mà cô coi trọng công việc như vậy. Sau khi biết được tình hình, Diệp Thu suy nghĩ một lát, nâng tay cầm túi tài liệu đựng 10 vạn đồng, chuẩn bị đưa cho Hà Tình Tình. Dù sao thì việc đòi nợ là anh và Hà Tình Tình cùng đi. Mà anh đã đạt được thứ mà mình muốn. Số tiền này, để ở chỗ anh cũng chẳng có tác dụng gì còn không bằng đưa cho Hà Tình Tình, cũng có thể giảm bớt một ít gánh nặng cho cô ấy. Thế nhưng, ngay lúc Diệp Thu đang nghĩ xem nên nói thế nào. Một thanh niên nhuộm tóc vàng, ăn mặc hoa hòe hoa sói đi đến bên cạnh bàn ăn của hai người. Thanh niên tóc vàng không thèm nhìn Diệp Thu, trực tiếp nhìn về phía Hà Tình Tình, nhếch miệng cười nói, người đẹp, thưởng thức gương mặt của cô, lão đại tôi muốn mời cô qua uống chén rượu, chỉ một chén, chỉ cần cô uống, lão đại chúng tôi đã nói rồi, hôm nay mọi chi phí của cô anh ấy đều thanh toán cho cô hết nói xong thanh niên tóc vàng chỉ vào một cái bàn cách đó không xa chỉ thấy trên cái bàn kia còn có mấy thanh niên giống tóc vàng đang ngồi tóc của bọn họ người thì nhuộm tím người thì nhuộm đỏ lại còn có một người nhuộm màu xanh lá còn lão đại trong miệng thanh niên tóc vàng đang ngồi ở chính giữa đám người đó đó là một thanh niên trẻ mang kính trên đỉnh đầu trên người mặc một bộ quần áo thể thao hàng hiệu thoải mái Cậu ta ngậm thuốc lá trong miệng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Lúc mà Hà Tình Tình nhìn sang, cậu ta cũng đang nhìn sang Hà Tình Tình bên này. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau. Chàng trai tự nhận là rất đẹp trai mở to mắt nhìn. Thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Tình Tình chợt biến, vội vàng thu ánh mắt lại, lắc đầu cự tuyệt nói, "Không cần, chúng tôi tự trả là được." "Gì thế?" người đẹp không chịu để hân hạnh đón tiếp à yên tâm đi chỉ một chén tuyệt đối không cho cô uống thêm thanh niên tóc vàng nhếch miệng cười bảo đảm nói tôi không muốn đi hơn nữa tôi cũng không biết uống rượu anh đi đi hà tình tình lắc đầu nói người đẹp nể mặt đi chỉ một chén thôi đi cùng tôi đi thanh niên tóc vàng không nghe không chịu buông tha sau đó còn định duỗi tay bắt lấy bàn tay nhỏ của hà tình tình điều này đã dọa hà tình tình sợ rồi khuôn mặt nhỏ trắng bệch vội vàng lùi về sau thấy vậy diệp thu hít mắt đứng dậy bắt lấy cổ tay của thanh niên tóc vàng bình thản nói cô ấy nói cô ấy không muốn đi này thằng kia anh con mẹ nó thả cổ tay tôi ra khuôn mặt thanh niên tóc vàng biến sắc trừng mắt nhìn diệp thu hùng hùng hổ hổ nói thả ra cũng được trong vòng ba giây biến mất khỏi mắt tôi diệp thu bình thản nói Ai ya mẹ nó, anh nghĩ anh là ai a? À? Ghìa vợ anh hùng trước mặt tôi hả? Lại còn 3 giây, anh có tin là tôi đánh anh nằm sấp trong vòng 3 giây không? Mau thả ông đây ra. Thanh niên tóc vàng khinh thường chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng quát lớn. Nếu tôi không thả thì sao? Diệp Thu nheo hai mắt lại, cười lạnh hỏi. Thì ông đây sẽ đánh anh phọt cứt ra ngoài. Thanh niên tóc vàng rất là hung hăng nói. Vậy sao? Diệp Thu lạnh lùng cười mở to hai mắt, hai mắt nhìn vào mắt của thanh niên tóc vàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Chỉ trong một cái nháy mắt, thanh niên tóc vàng cảm thấy lông tơ khắp người dựng hết cả lên, sau lưng lạnh cả người, dùng mình từ bàn chân lên tới đỉnh đầu. Giờ phút này, chỉ mới bị Diệp Thu nhìn vậy mà trái tim cậu lại không kìm được hoảng hốt. Điều này khiến cho gương mặt thanh niên tóc vàng biến sắc, miệng hùng gan sứa nói, thằng kia, anh dám chừng mắt với tôi à? Anh cứ đợi đấy, Xuất lời. Thanh niên tóc vàng trực tiếp quay đầu, hô về phía bàn của đám thanh niên trẻ nói: "Lão đại, thằng này gây sự, các anh mau qua đây a." À? "Hừ, đúng là không biết sống chết." Chàng trai trẻ khinh thường cười một cái, sau đó vung tay lên, dẫn theo nhóm thanh niên kia đi tới bàn Diệp Thu. "Lão đại." Thanh niên tóc vàng thấy thanh niên trẻ đi qua, nhanh chóng nịnh nọt chào hỏi. "Ừ." Người thanh niên trẻ vô cùng kiêu ngạo gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, vẻ mặt khinh thường nói, nhóc con, nghe bổn thiếu khuyên một câu, thả tay ra, có lẽ hôm nay anh sẽ bình yên vô sự. chương 48, ba tôi là Hồ Biêu. Nếu không thì sao? Diệp Thu quay đầu nhìn về phía chàng trai trẻ, bình thản hỏi. Nếu không? Ha ha, nếu không thì bắt anh bỏ ra ngoài. Tôi nghĩ đang khỏe mạnh mà bị đánh gãy chân, tư vị này chắc là khó chịu lắm đấy nhỉ. Anh có muốn nếm thử không? chàng trai trẻ lạnh lùng cười một cái, kiêu ngạo nói. Đã nghe thấy chưa thằng nhãi con, mau thả ông đây ra, nếu không lão đại tôi tuyệt đối không tha cho anh. Thanh niên tóc vàng cũng kêu gào nói. Nghe thấy vậy, trong mắt Diệp Thu xoẹt qua một tia sắc bén, sau đó anh nhìn chàng trai trẻ, khẽ nhếch khóe miệng, khuôn mặt nghiền ngẫm hỏi cậu nói, là như này à? Dứt lời, Diệp Thu không nói hai lời trực tiếp giơ chân đạp vào đùi phải của thanh niên tóc vàng. Giang giác, chỉ nghe thấy một gãy xương thanh thúy vang lên. Đùi phải của thanh niên tóc vàng đã bị Diệp Thu đạp gãy. Ngao! Một tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng khắp quán cơm. Thanh niên tóc vàng đau đớn ôm đùi phải ngã xuống đất, vừa kêu rên vừa lăn qua lăn lại. Thấy một màn này, chàng trai trẻ ngây ngẩn cả người, ngay sau đó sắc mặt nhoáng cái trầm xuống. Cậu gắt gao nhìn chồng chọc Diệp Thu, cắn răng tức giận nói, thằng danh, anh tìm chết rồi không không không, cậu đừng hiểu nhầm, tôi chỉ muốn nhìn xem là cái đánh gãy chân mà cậu nói và tôi nghĩ có giống nhau hay không thôi. Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch, vẻ mặt suy tư nói. Con mẹ nó giống nhau. Chàng trai trẻ hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, sau đó trực tiếp quát lên với những thanh niên sau mình, còn ngẩn người ra đó là gì. Lên hết đi, phế thằng này cho tôi. Những thanh niên tóc nhuộm năm màu sáu sắc nghe vậy, không nói hai lời, nhấc bàn ghế xông về phía Diệp Thu những vị khách ăn cơm ở xung quanh thấy vậy sợ mang vả vào người nhanh chóng chạy đi mà lúc này một thanh niên tóc đỏ trong đó cầm một con dao dẫn đầu lao đến trước mặt diệp thu sau đó nhắm vào eo diệp thu hung hăng đâm tới thấy vậy ánh mắt diệp thu xoẹt qua một tia sắc lạnh lúc đầu anh chỉ định giáo huấn những người một chút thôi nhưng bây giờ những người này lại động đến dao còn muốn phế mình nếu đã như vậy diệp thu còn khách khí với họ được nữa sao nhìn thanh niên tóc đỏ xông vào mình đầu tiên. Hai mắt Diệp Thu híp lại, sau đó anh nâng tay lên, một phát đã bắt được cổ tay cầm dao của thanh niên tóc đỏ, dùng sức bẻ ngoặt một cái. Giang giác, lực đạp khủng bố đó đã vặn gãy cổ tay của thanh niên tóc đỏ ngay tại chỗ. Nhất thời, con dao rơi xuống đất. Còn thanh niên tóc đỏ thì ôm lấy cổ tay mình kêu thảm ngã trên mặt đất. Chỗ cổ tay đó nhìn vào đặc biệt khiếp người xương cốt màu trắng đâm xuyên qua da máu tươi không ngừng chảy ra ngoài cảnh tượng này đã chấn nhiếp hết đám thanh niên còn lại ánh mắt nhìn vào diệp thu tràn ngập kiêng rè sắc mặt chàng trai trẻ biến rồi lại biến hung hăng liếc mắt nhìn đám thanh niên kia vẫn nổ quát còn ngẩn ra đó làm cái đéo gì lên hết đi anh ta có lợi hại còn một mình đánh được sáu người các cậu chắc nghe chàng trai trẻ nói vậy những thanh niên kia cảm thấy cũng có lý nhìn nhau một cái gật đầu sau đó lại lao về phía diệp thu thấy vậy diệp thu lắc đầu bình thản nói u mê không tỉnh suốt lời diệp thu cũng xông lên từ khoảnh khắc mà diệp thu ra tay đây đã định trước là trận đơn phương treo lên đánh những thanh niên loi choi này bắt nạt người bình thường còn được ở trước mặt sát thần diệp thu thì bọn họ quả thật là chỉ như trẻ con thôi chỉ một lát sau sáu thanh niên đều nằm trên mặt đất chỉ còn lại một mình chàng trai trẻ đứng tham mưu chàng trai trẻ đã sợ chết khiếp rồi nhìn về phía những thanh niên kêu rên đầy đất quai hàm suýt thì rơi xuống đất mà lúc này diệp thu xoay người nhìn cậu ta ánh mắt lạnh băng đó làm cho chàng trai trẻ không tự chủ được run lên bây giờ chỉ còn lại cậu thôi diệp thu nhếch khóe miệng sau đó nhấc chân đi tới chỗ chàng trai trẻ anh 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 đừng qua đây anh có biết ba tôi là ai không tôi nói cho anh biết, ba tôi là hồ biêu, nếu anh dám động đến một đầu ngón tay của tôi, ba tôi sẽ không tha cho anh. Chàng trai trẻ sợ đến nỗi biến sắc, vội vàng trợn mắt nhìn Diệp Thu, miệng hùng gan sứa nói. Mà cậu ta vừa nói ra lời này. Sắc mặt của những vị khách vây xem xung quanh cũng biến đổi. Danh tiếng của Hồ Biêu ở vùng này khá là vang dội. Đó là một người tàn nhẫn hắc bạch đều ăn, không chỉ có tiền mà còn nuôi một đám thuộc hạ đầu gấu, nghe nói gã ta còn giao du khá gần với một nhóm xã hội đen vì thế những quan khách xung quanh vừa nghe đến tên hồ biêu gương mặt đều lộ ra một tia kiêng rè nhân viên phục vụ đang chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát cũng vội vàng cất điện thoại đi bọn họ không muốn vì chuyện này mà đắc tội hồ biêu nếu không ngày tháng sau này của bọn họ sẽ khổ sở hồ biêu diệp thu lặng đi một chút sau đó anh nhìn chàng trai trẻ hứng thú hỏi hồ biêu mà cậu nói là ông chủ của công ty khải long hả đúng vậy đó chính là ba tôi sao nào có phải là biết sợ rồi đúng không biết sợ rồi thì mau mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi nếu không tôi sẽ gọi điện thoại cho ba chỉ một phút đồng hồ là ông ấy dẫn người tới diệt anh luôn chàng trai trẻ gật đầu vẻ mặt đắc y nói cậu còn tưởng rằng diệp thu đã bị tên của ba mình dọa sợ rồi cơ nhất thời cậu ta cực kỳ kiêu ngạo thế nhưng sau khi xác định hồ biêu trong miệng chàng trai trẻ chính là hồ biêu của công ty khải long gương mặt diệp thu lại lộ ra một tia biểu cảm kỳ quái mình không khỏi cũng quá có duyên với hai cha con nhà họ hồ này rồi chứ buổi sáng vừa mới tới chỗ hồ biêu đòi nợ buổi tối ăn bữa cơm thế mà cũng đụng phải con của gã ta cái này cũng trùng hợp quá rồi đấy nhưng mà hình như công ty khải long đó ở gần đây nhỉ nghĩ tới đây diệp thu lắc đầu cười sau đó nhìn về phía chàng trai trẻ, vẻ mặt nghiền ngẫm nói, "Ồ, thế thì cậu gọi đi." "Anh nói gì cơ? Anh lại để tôi gọi điện cho ba tôi ư? Anh nghiêm túc chứ?" Chàng trai trẻ sửng sốt, vẻ mặt không dám tin nhìn Diệp Thu. "Cho cậu 5 phút, nếu cậu không gọi được cứu viện tới, thì kết cục của cậu sẽ còn thảm hơn tất cả bọn họ dưới đây." Diệp Thu chỉ vào những thanh niên trên mặt đất, cười lạnh nói, "Nghe vậy." Sắc mặt chàng trai trẻ chợt biến hung hăng chừng mắt nhìn diệp thu cắn răng nói được thằng danh coi như anh to gan tôi sẽ gọi ba tôi dẫn người tới đây anh cứ chờ chết đi đến lúc đó mong là anh đừng hối hận nói xong chàng trai trẻ nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho hồ biêu khóc lóc nói alo ba hà con là hồ lai đây con sắp bị người ta đánh chết ở xuyên thục cư rồi bố mau đến cứu con nghe thấy tên của chàng trai trẻ suýt nữa thì diệp thu phì cười ngay tại chỗ hồ lai cái tên này nghe ra đúng là khá hổ đến. Sau khi cúp điện thoại, Hồ Lai trừng mắt với Diệp Thu, cắn răng, hung hăng nói, "Thằng danh, anh chết chắc rồi, ba tôi lập tức dẫn người tới, cậu chết chắc rồi đấy, đến lúc đó Thiên Vương lão tử cũng không cứu được anh." Chương 49, đánh chết mày đứa con bất hiếu. Thế nhưng, Diệp Thu cứ như là không nghe thấy lời Hồ Lai nói, anh lại lần nữa ngồi xuống ghế, nhìn Hà Tình Tình mỉm cười hỏi, "Cô không sao chứ?" "Không." không sao. Hà tình tình lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Bây giờ cô còn chưa hồi thần từ trận vừa nãy. Thế cô mau ăn cơm đi, để lát nữa thì nguội mất. Diệp Thu nói xong, cầm đũa lên, ăn từng miếng từng miếng, khẩu vị khá tốt. Thấy vậy, ánh mắt hồ biêu chừng sắp rớt ra. Cậu ta không ngờ, Diệp Thu lại không để mình vào mắt. Thằng kia, tôi thấy anh chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề đúng không? nếu bây giờ anh nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi tôi thì còn kịp, nếu không đợi đến khi ba tôi đến rồi thì anh chết chắc đó. Hồ Lai đi lên phía trước, trừng mắt với Diệp Thu, hung hăng nói. Cầm miệng, đang ăn cơm đấy. Diệp Thu liếc mắt nhìn Hồ Lai một cái, lạnh lùng nói. Ánh mắt lạnh băng đó, dọa Hồ Lai không tự chủ được mà run lên. Cậu ta vội vàng lui về sau mấy bước, sau đó trợn mắt nhìn Diệp Thu, trong lòng hung tợn nói, khốn kiếp, xem như anh lợi hại, chúng ta chờ xem, đợi lát nữa tôi nhất định sẽ bắt anh quỷ gối trước mặt bản thiếu, liếm đế giày bản thiếu. Nhìn Diệp Thu ăn liên tục, gương mặt nhỏ của Hà Tình Tình cũng đầy lo lắng, dù sao thì cô vẫn khá kiêng rẻ Hồ Biêu. Cô cũng không ngờ, ở đây mà cũng đụng phải con trai của Hồ Biêu. Diệp Thu, hay là, chúng ta đi thôi. Lát nữa Hồ Biêu mà đến, thì không dễ nhận đâu. Hà Tình Tình nhìn Diệp Thu, nhỏ giọng nói. Không sao, yên tâm ăn cơm, không ăn là thức ăn nguội mất đấy Diệp Thu cười nhẹ một cái Như là không có chuyện gì vậy Nhưng mà Hà Tình Tình còn đang định khuyên Diệp Thu tiếp Thế nhưng Đúng lúc này Ngoài cửa xuyên thục cư Bất ngờ truyền đến một tiếng hét phẫn nộ Ai dám động vào con trai tao Lăn ra đây cho tao Nghe thấy lời này Mọi người ở đây Bao gồm cả Hà Tình Tình đều biến sắc Bởi vì Hà Tình Tình nhận ra giọng nói này chính là của hồ biêu còn hồ lai vừa mới nghe được giọng nói của ba mình cũng cực kỳ hưng phấn chỉ nhìn thấy hồ biêu nổi giận đùng đùng đi vào xuyên thục cư ở phía sau còn có mấy đại hán chẳng qua những đại hán này người thì quấn băng vải trên đầu người thì quấn băng ở cánh tay giống như là vừa mới đi ra từ bệnh viện còn hồ biêu dẫn bọn họ tới cũng hết cách dù sao thì sáng nay người của công ty gã ta vừa mới bị diệp thu đánh cho đoàn diệt chỉ còn mấy người này là có thể đi đường, cho nên hồ biêu chỉ có thể dẫn theo bọn họ đến đây thôi. ba, hồ lai vừa nhìn thấy hồ biêu, cậu ta chạy nhanh lên đón. hồ lai, con có sao không? ai động đến con hả? con nói cho ba xem ba có phế nó không. hồ biêu kiểm tra hồ lai một lượt, gương mặt quan tâm hỏi. chính là anh ta. hồ lai quay người chỉ vào diệp thu, cắn răng hung hăng nói người của con đã bị anh ta đánh đến mức nằm dạp hết rồi, anh ta còn đe dọa con, ba, ba nhất định phải đánh gãy chân anh ta, xả giận cho con. Nghe vậy, Hồ Biêu theo hướng chỉ tay nhìn qua, bởi vì chỗ ngồi của Diệp Thu là đưa lưng về phía cửa. Cho nên giờ phút này gã ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Diệp Thu, nhất thời không nhận ra Diệp Thu là ai. Chính là thằng nhãi danh kia đúng không? Thế mà còn dám ngồi ở kia yên tâm ăn cơm, thật là ngang ngược con trai con yên tâm đi hôm nay ba sẽ giúp con xả giận hồ biu nói xong sắn tay áo lên dẫn người đi qua vốn dĩ sáng nay bị diệp thu thu thập một trận thành ra thế này trong bụng gã ta đã có một đám lửa rồi bây giờ con trai lại bị người ta bắt nạt cho nên giờ phút này gã ta định chút hết bực tức trên người lên người này gã ta đã âm thầm thề ở trong lòng là hôm nay cho dù thế nào gã ta cũng phải bắt người này bỏ từ xuyên thục cư mà rời đi cứ thế, Hồ Biêu dẫn theo người hùng hùng hổ hổ đi đến sau lưng Diệp Thu. Đến nhìn gã ta cũng không thèm nhìn Hà Tình Tình ở trước mặt, mà thẳng thừng chừng mắt nhìn cái ót của Diệp Thu, hung tợn nói, thằng kia, cậu ăn gan hùm mật gấu rồi đúng không? Ngay cả con trai của Hồ Biêu tôi cũng dám động. Hôm nay ông đây phải, nhưng mà... Hồ Biêu còn chưa nói hết câu. Diệp Thu đã chậm rãi xoay người lại. Nhìn thấy gương mặt Diệp Thu. Hồ Biêu ngây ngẩn cả người, trong mắt suýt nữa thì trừng rớt ra, miệng há thành hình chữ O. Hồ Tổng, anh thật là uy phong A. Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Sao, sao lại là ngài? Sắc mặt Hồ bưu lập tức trắng bệch, nhất thời gã ta sợ tới mức nói năng lắp bắp. Gã ta có nằm mơ cũng không ngờ, trong một ngày mình lại gặp phải sát thần Diệp Thu này những hai lần. Gã ta còn có thể xui xẻo hơn được nữa không A? Xuyên phận A. Tôi cũng không ngờ tôi ở đây ăn cơm, còn có thể gặp phải con trai anh, tôi vốn nghĩ là anh đã là người không biết xấu hổ lắm rồi, không ngờ con trai anh còn không biết xấu hổ hơn anh. Các anh đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử a. À. Diệp Thu cười lạnh chào phúng nói. Hiểu, hiểu nhầm, cái này chắc chắn là hiểu nhầm, tiên sinh. À không, ra ra, ra ra ruột, ngài nghe tôi giải thích đi. Hồ Biêu sợ tới mức sắp tè ra quần rồi, mắt thấy gã ta còn sắp quỳ xuống trước Diệp Thu cơ thế nhưng rõ ràng là hồ lai ở bên cạnh còn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề cậu ta nhìn hồ biêu khó hiểu hỏi ba ba đang nói linh tinh gì vậy mau cho người phế anh ta a à. nghe vậy hồ biêu sợ tới mức mặt biến sắc không nói hai lời giơ tay tát vào mặt hồ lai bốp chỉ nghe thấy một tiếng bà tai thanh thúy vang lên hồ lai không hiểu chuyện gì còn mọi người xung quanh thì sững sờ không phải bảo là hồ biêu tới để chút giận cho con trai sao sao lại ra tay đánh con trai mình rồi thế này có chuyện gì vậy a à? ba sao ba lại đánh con hồ lai ôm mặt trợn mắt nhìn hồ biêu gương mặt tràn ngập tủi thân và khó hiểu đánh là đánh cái thứ không có mắt như mày mày có biết vị gia gia này là ai không vậy mà đến cả cậu ấy cũng dám trêu chọc mày là thành tâm muốn hại chết ba mày hả mày xem tao có đánh chết đứa con bất hiếu như mày không Hồ Biêu tức giận quát, nói xong gã ta lại giơ tay tát một cái vào mặt Hồ Lai. Tiếp đó gã ta vẫn chưa hết giận, lại nhảy lên đạp Hồ Lai ngã trên mặt đất, sau đó chính là một trận quyền đấm cước đá. Ngao! Hồ Lai bị đánh liên tục kêu rên, chỉ chốc lát sau đã quỳ dạp trên mặt đất không động đậy. Thấy thế, lúc này Hồ Biêu mới dám nhìn về phía Diệp Thu, cúi người thật sâu với Diệp Thu, cầu xin tha thứ nói, ra ra, đều tại tôi quản giáo không nghiêm, mới làm thằng bất hiếu này đụng đến ngài, mong ngài đại nhân có đại lượng bỏ qua cho nó lần này. Diệp Thu liếc qua hồ lai đã bị hồ biêu đánh thành đầu heo, anh lắc đầu cười một cái, thản nhiên nói, dẫn con trai anh biến khỏi mắt tôi nhanh nhất có thể, nếu còn có lần sau, chắc là anh biết hậu quả rồi đấy. Tôi hiểu, tôi hiểu. Hồ biêu vội vàng gật đầu, sau đó cho người đỡ hồ lai lên, cực nhanh chạy khỏi xuyên thục cư. Tốc độ kia, quả thực là còn nhanh hơn thỏ. Còn mọi người vây xem nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám đều choáng váng rồi. chương 50, bệnh tình nặng thêm. Hà tình tình trợn mắt há hốc mồm, lúc này cũng cực kỳ kinh ngạc. Trong lòng cô thì hung thần ác sát như hồ biu, ở trước mặt Diệp Thu lại hóa thành cháu trai. Cái này muốn cô không kinh hãi cũng khó. Qua nửa ngày, Hà tình tình mới tạm hồi thần trở lại, vẻ mặt khó tin hỏi, Diệp Thu, sao hồ tổng lại sợ anh như vậy? Còn, còn gọi anh là Gia Gia có thể là vì tôi và gia gia anh ta trông khá giống nhau diệp thu khẽ nhếch khóe miệng cười nhạt nói thôi đi còn nữa sáng nay sau khi tôi đi làm sao anh đòi được tiền nợ vậy hà tình tình trợn mắt liếc diệp thu một cái vẻ mặt tò mò hỏi cũng không có gì tôi đánh bọn họ một trận đánh cho phục rồi thì trả tiền thôi diệp thu nhếch miệng cười nói qua loa đánh bọn họ một trận trời ơi giống như vừa nãy hả Khuôn mặt nhỏ của Hà Tình Tình tràn đầy khiếp sợ. Đúng à, trước kia tôi từng luyện võ ở thiếu lâm tự. Diệp Thu gật đầu, mỉm cười nói. Thảo nào vừa nãy anh lại đánh giỏi như vậy? Hà Tình Tình gật đầu như nghĩ tới cái gì đó, coi như là đã tin lời Diệp Thu. Sau khi hai người ăn no, liền tính tiền rồi đi ra ngoài xuyên thục cư, dọc theo đường đi vừa đi vừa trò chuyện. Trong lúc này, Diệp Thu đang nghĩ. Làm thế nào để đưa 10 vạn này cho Hà Tình Tình mà lại không làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô ấy, để cô ấy không cảm thấy là mình đang bố thí cho cô ấy. Nghĩ cả nửa ngày, khó khăn lắm mới nghĩ ra một cái lý do. Diệp Thu vừa chuẩn bị nói ra, nhưng vào lúc này, điện thoại của Hà Tình Tình bất chợt reo lên. Thật ngại quá, tôi nghe máy cái đã. Hà Tình Tình mỉm cười xin lỗi, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra, ấn nút nhận cuộc gọi nhưng mà không bao lâu sau khuôn mặt nhỏ của hà tình tình trở nên cực kỳ khó coi hai mắt đỏ hoe nước mắt đảo quanh trong hốc mắt còn diệp thu đang đứng bên cạnh hà tình tình ít nhiều anh cũng nghe được một ít hình như là bệnh tình của mẹ hà tình tình trong bệnh viện lại trong tình trạng nghiêm trọng bác sĩ bảo hà tình tình nhanh chóng tới bệnh viện sau khi cúp điện thoại hà tình tình đã mất bình tĩnh rồi cô nhìn diệp thu vẻ mặt lo lắng nói diệp thu bệnh tình của mẹ tôi lại nghiêm trọng rồi, tôi phải nhanh chóng tới bệnh viện. Được, tôi đi cùng cô. Diệp Thu gật đầu, sau đó giơ tay bắt một chiếc taxi, đi thẳng tới bệnh viện. Mà sở dĩ Diệp Thu đi cùng, là muốn nhân cơ hội này đưa tiền cho Hà Tình Tình. Bệnh viện nhân dân số 1 Giang Châu. Phòng bệnh 305. Siêu tính, mẹ của Hà Tình Tình nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệnh nằm trên giường bệnh, xung quanh là nhóm bác sĩ và y tác đang làm các hạng mục kiểm tra cho diêu tính. Sau khi Hà Tình Tình và Diệp Thu đi vào phòng bệnh, nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt nhỏ của Hà Tình nháy mắt biến đổi, suýt nữa thì khóc ngay tại trận. Mà đúng lúc này, một bác sĩ nam đi tới chỗ Hà Tình Tình, nhìn Hà Tình Tình, vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô là con gái của diêu nữ sĩ phải không? Đối với bác sĩ nam này, tất nhiên là Hà Tình Tình nhận ra anh chính là bác sĩ chữa trị chính của mẹ mình, Lưu Đông. Vì thế, Hà Tình Tình vội vàng gật đầu, khuôn mặt lo lắng hỏi, "Chủ nhiệm Lưu, tình hình của mẹ tôi thế nào rồi?" "Vô cùng không tốt, chúng tôi nghi ngờ bộ phận dạ dày và gan của mẹ cô đã phát triển thành ung thư." Chủ nhiệm Lưu bình tĩnh, ngữ khí nặng nề nói, "Cái gì?" Nghe thấy vậy, hai mắt Hà Tình Tình tối sầm, suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ. Cũng may là Diệp Thu ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, kịp thời đỡ được Hà Tình Tình. Cô cũng không cần quá kích động, bởi vì bệnh tình còn ở giai đoạn đầu, nếu điều trị thỏa đáng thì vẫn có khả năng chữa khỏi. Chủ nhiệm Lưu khoát tay, khuyên nhủ. "Chủ nhiệm Lưu, anh nói thật sao?" Hà Tình Tình nghe vậy thì giống như nắm được cây cỏ cứu mạng cuối cùng, gương mặt mong chờ nhìn chủ nhiệm Lưu. "Ừ, nhưng mà về mặt chi phí điều trị, có thể sẽ khá tốn kém, cho nên trước tiên cô cứ suy nghĩ đi." chủ nhiệm lưu nói xong liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài phòng bệnh hà tình tình được diệp thu dìu đi tới trước giường bệnh nhìn mẹ mình đang nằm trên giường bệnh hơi thở yết ớt hai mắt nhắm chặt hà tình tình không kìm được rơi lệ vô cùng đau lòng cô ngẩng đầu nhìn diệp thu có chút tuyệt vọng hỏi diệp thu anh bảo tôi nên làm thế nào bây giờ cô đừng lo lắng quá bác sĩ nói là có cách thế thì sẽ có cách diệp thu vỗ vai hà tình tình an ủi nói. Nói xong, anh nhìn về phía Diêu Tĩnh đang nằm trên giường bệnh. Với trình độ y thuật của anh, sớm đã nhảy qua cấp độ bắt mạch chuẩn đoán sơ đẳng, anh chỉ cần liếc mắt một cái thì có thể nhìn ra bệnh tình của Diêu Tĩnh. Đúng như chủ nhiệm Lưu kia nói trước đó, bệnh tình về cơ quan dạ dày và gan của Diêu Tĩnh đã chuyển biến xấu, đồng thời xuất hiện tế bào ung thư. Bệnh này ở trong y học hiện đại, về cơ bản thì không khác gì bị phán tử hình thế nhưng ở chỗ diệp thu thì chẳng là cái gì anh cứu được mà lúc diệp thu đang định nói với hà tình tình là mình có thể cứu được thì chủ nhiệm lưu đã đi ra trước đó lại đi vào phòng bệnh thấy thế hà tình tình vội vàng đi lên thế nào cô suy nghĩ thế nào rồi tình trạng bệnh này không thể để kéo dài chủ nhiệm lưu nhìn hà tình tình vẻ mặt nghiêm túc nói chủ nhiệm lưu nếu như có thể cứu được mẹ tôi tôi chắc chắn đồng ý bao nhiêu tiền tôi cũng chịu hà tình tình vội vàng nói bởi vì ba mất sớm người mẹ diêu tính đã vì cái nhà này mà hy sinh rất nhiều còn nguyên nhân sinh bệnh cũng là bởi vì làm lụng vất vả gây ra cho nên dù có thế nào cho dù là đi vay tiền hà tình tình cũng muốn cứu chữa cho mẹ mình thấy hà tình tình đồng ý khóe miệng chủ nhiệm lưu không kìm được gợi lên một chút tươi cười bất quá anh ta giấu rất tốt nháy mắt lướt qua sau đó nhìn hà tình tình nghiêm trang nói một khi đã vậy Tôi sẽ nói với cô phương án điều trị. Căn cứ vào tình trạng bệnh của mẹ cô, bệnh viện chúng tôi chắc chắn là không làm gì được. Nhưng xem như mẹ cô may mắn, mấy ngày tới, danh y Quét Dương trùng hợp làm khách ở thành phố Giang Châu, ông ấy không chỉ là giáo sư y học, mà còn là đồ đệ của thần y Cát Hồng Viễn, nhận được chân truyền của các thần y, y thuật vô cùng cao siêu. Tôi cũng từng xin ý kiến ông ấy, ông ấy tỏ ý là bản thân có thể trị khỏi bệnh của mẹ cô. Nếu cô đồng ý, Tôi sẽ đại diện bệnh viện chúng tôi chính thức mời giáo sư Quách để ông ấy đích thân tới chữa trị cho mẹ cô. Tin tôi đi, mẹ cô nhất định sẽ bình an vô sự. Lời nói của chủ nhiệm Lưu lập tức làm cho Hà Tình Tình nhìn thấy hy vọng. Đại danh của thần y Cát Hồng Viễn, tất nhiên là cô đã từng nghe đến, đó chính là thần y chân chính. Còn Quách Dương là đồ đệ của các thần y, lại là giáo sư trong lĩnh vực y học, y thuật chắc chắn cũng khá cao siêu. Nếu ông ấy chịu ra tay chữa trị cho mẹ mình, vậy thì chẳng phải mẹ mình có hy vọng khỏi bệnh thật sao? Vừa nghĩ tới đây, Hà Tình Tình không hề do dự, vội vàng gật đầu, nói: "Tôi đồng ý, xin chủ nhiệm lưu giúp tôi liên lạc với giáo sư Quách." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 51: Hóa ra là học theo con đường hoang dã. Vậy trước tiên cô hãy chuẩn bị chi phí điều trị đi, nếu giáo sư Quách đích thân ra tay, khả năng chi phí sẽ khá cao tính khoảng một chút thì chắc là vào khoảng 80 vạn. Trong mắt của chủ nhiệm Lưu mang theo mừng thầm, nhưng trên mặt lại vẫn là một bộ nghiêm trang nói. Bởi vì một khi thành công, anh ta cũng có thể thu được một khoản phí giới thiệu trung gian không nhỏ. 80 vạn, sao lại cao như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Tình Tình nháy mắt biến đổi, suýt nữa thì ngất luôn tại chỗ. Lúc đầu cô còn tưởng nhiều nhất cũng chỉ hai ba mươi vạn, thế thì cô còn cắn răng chắc là vẫn vay được. Nhưng mà một phát muốn 80 vạn, thế này thì cô chạy đi đâu vay đây? Giáo sư Quách là danh y trong tỉnh, mời ông ấy ra tay tất nhiên sẽ mất nhiều tiền, nhưng lại có thể cứu mạng mẹ cô, lấy 80 vạn đổi một mạng người, chẳng nhẽ không đáng sao? Chủ nhiệm Lưu nhìn Hà Tình Tình, bình thản nói: "Chủ nhiệm Lưu, ý của ngài tôi hiểu, nhưng tôi thực sự là không lấy ra được 80 vạn a." À. Hà Tình Tình vẻ mặt đau khổ, khó xử nói: "Hai, tôi cũng hiểu chỗ khó của cô." nhưng 80 vạn thật sự là giá thấp nhất rồi, thấp nữa thì quách giáo sư người ta không tới đâu. Vào thời điểm quan trọng này cô cứ nghĩ thêm cách đi, ví dụ như căn nhà có thể mang đi cầm cố trước, đợi cứu được người rồi thì lại kiếm tiền chuộc nhà về không phải là được rồi sao? Mạng người quan trọng hơn a. À? Chủ nhiệm lưu thở dài một hơi, lời nói thấm thía khuyên nhủ. Nghe thấy vậy, Hà Tình Tình cũng sửng sốt. Trong nhà cô đúng là có một phòng khoảng 70 mét vuông, giá trị một ít tiền nhưng đó là thứ cuối cùng của nhà cô rồi nếu như bán đi thế thì sẽ không còn gì nữa suy nghĩ trước sau cuối cùng hà tình tình vẫn quyết định bán nhà cứu mẹ của mình bởi vì so sánh hai cái với nhau cô vẫn cảm thấy tính mạng của mẹ mình là quan trọng nhất nghĩ tới đây hai mắt hà tình tình đỏ hoe gật đầu vẻ mặt không nỡ nói được tôi sẽ đi về bán nhà nói xong hà tình tình định đi luôn thế nhưng đúng lúc này một bàn tay to mạnh mẽ lại túm cô lại, mà chủ nhân của bàn tay này không ai khác, chính là Diệp Thu. Diệp Thu. Hà Tình Tình ngạc nhiên nhìn Diệp Thu, gương mặt tràn ngập nghi hoặc. "Đừng nóng vội." Diệp Thu mỉm cười lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía chủ nhiệm Lưu, thản nhiên nói, "Chủ nhiệm Lưu phải không? Tôi muốn hỏi một chút, giáo sư gì mà ra tay một lần là đòi 80 vạn vậy?" "Thế nào?" Chẳng nhẽ hai tay ông ta đều nạm kim cương à? không được vô lễ, quách giáo sư là danh y cực kỳ nổi danh trên lĩnh vực y học, còn là đồ đệ yêu quý của các thần y, y thuật cao siêu, có thể làm cho người ta cải tử hoàn sinh, chẳng nhẽ thu phí cao một chút cũng không được sao. Sắc mặt chủ nhiệm lưu trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cải tử hoàn sinh, ha ha, khoác lác gọi bằng cụ, châu bò mẹ trên toàn thế giới thấy ông ta chắc là đều thấy sợ nhỉ. Diệp Thu cười lạnh nói, chàng trai này, cậu thật là sắc sược, cũng dám nói xấu quách giáo sư như vậy, thật sự là không biết tôn trọng người khác quá rồi đấy. Chủ nhiệm lưu hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, tức giận nói. Tôn trọng, một kẻ bịp bợm giang hồ mà thôi, không xứng được tôn trọng. Diệp Thu lạnh lùng cười, khinh miệt nói. Cậu, cậu, cậu lại nói quách giáo sư là kẻ bịp bợm giang hồ. Ông ấy là đồ đệ yêu quý của các thần y, cậu thật là quá láo xược Chủ nhiệm lưu chừng mắt nhìn Diệp Thu, vẫn nộ nói. Ha ha, ỉ vào việc học với Cát Hồng Viễn được mấy ngày, lại dám nói với bên ngoài là mình có thể làm cho người chết sống lại, không phải là kẻ bịp bợm giang hồ thì là gì. Sao nào, tôi nói có sai sao? Diệp Thu khinh thường nói. Sắc mặt chủ nhiệm lưu trầm xuống, vừa mới chuẩn bị quát Diệp Thu. Ai nói tôi là kẻ bịp bợm giang hồ? Đúng lúc này, một giọng nói hùng hậu từ ngoài phòng bệnh truyền đến. Tiếp theo đó, một người đàn ông trung niên đầu hói mặc áo khoác trắng, đeo kính gọng vàng đi vào phòng bệnh. Thấy thế, chủ nhiệm Lưu vội vàng tiến lên đón, cung kính nói: "Quách giáo sư, ngài đã tới." "Ừ." Quách Dương gật đầu, sau đó liếc mắt quét qua một lượt phòng bệnh, lạnh lùng hỏi: "Hình như vừa nãy tôi nghe thấy có người nói tôi là kẻ bịp bợm giang hồ, ai thế, đứng ra đây." "Chính là cậu ta." Chủ nhiệm Lưu cắn răng, hung hăng chỉ vào Diệp Thu. "Ồ." Quách Dương nhướng mày, nhìn về phía Diệp Thu, cười lạnh hỏi, chàng trai trẻ, chính cậu nói tôi là kẻ bịp bợm giang hồ hả?" "Là tôi." Diệp Thu đến mí mắt cũng chẳng thèm nâng, thản nhiên nói. "Đúng là một người trẻ ngông cuồng a, à, cậu dựa vào cái gì nói tôi là kẻ bịp bợm giang hồ?" "Chứng cứ đâu?" Quách Dương trầm mặt, lạnh giọng hỏi. "Tôi hỏi ông trước, bệnh của Diêu nữ sĩ, ông có chữa được không?" Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, cười lạnh hỏi, Đương nhiên là chữa được, tôi là giáo sư y khoa, cho giỏi của các thần y, loại bệnh nhỏ này đối với tôi mà nói chẳng là gì cả." Quách Dương tràn đầy tự tin nói. "Ha ha, cho nên mới nói, ông không phải là kẻ bịp bợm giang hồ thì là gì? Tôi đã xem qua bệnh tình của Diêu nữ sĩ, căn bản là không có đơn giản như vậy, đừng nói là ông, cho dù sư phụ của ông Cát Hồng Viễn có tới cũng bó tay không làm gì được." Diệp Thu cười lạnh nói. "Cậu nói láo." sư phụ tôi là thần y thời nay sao có thể có bệnh mà ông ấy không chữa được quách dương hung hăng trừng mắt nhìn diệp thu sau đó đề tài câu chuyện đột một chuyển ông ta cười lạnh hỏi còn nữa cậu nói là cậu đã xem qua bệnh tình của diêu nữ sĩ nói như thế nghĩa là cậu cũng biết y thuật hả ba tôi là một thầy thuốc đông y từ nhỏ tôi đi theo ông ấy nhìn quen mắt có hiểu sơ một ít diệp thu bình thản nói hóa ra là một người học phương pháp hoang dã dạ a Quách Dương khinh thường cười một cái, trên mặt tràn đầy coi thường. Có là người học hoang dã cũng giỏi hơn một tên lang băm. Diệp Thu thản nhiên nói. Cậu nói ai là lang băm? Cậu kia, có giỏi thì cậu nói lại lần nữa. Quách Dương trợn trừng hai mắt, nhất thời bị chọc tức. Ai đang hỏi tôi, thì chính là người đó. Diệp Thu bình thản nói. Được được được, xem ra hôm nay tôi mà không bộc lộ ra tay nghề, thế nào cũng bị một kẻ học hoang dã như cậu coi thường đúng không? Được, nhóc con, cậu mở to mắt ra, hôm nay tôi sẽ cho cậu nhìn thấy, đồ đệ của các thần y tôi đây có phải là lang băm không? Quách dương cắn răng, cực kỳ tức giận nói. Sứt lời, ông ta đi tới trước giường bệnh của Diêu Tính, nhìn Diêu Tính đang trong trạng thái hôn mê, sau đó nói với chủ nhiệm Lưu, tôi muốn bắt đầu chữa bệnh cho Diêu nữ sĩ, đi lấy cho tôi một bộ ngân châm tới đây. Chủ nhiệm Lưu nghe thấy vậy thì sửng sốt, ngay sau đó vội vàng chạy đi, chỉ chốc lát sau đã cầm tới một bộ ngân châm, hơn nữa anh ta còn tự mình sát khuẩn ngân châm cho Quách Dương. Còn những bác sĩ y tác vốn đang vây quanh giường bệnh thấy vậy, cũng ảo ảo lui ra phía sau, dọn ra không gian cho Quách Dương. Dù sao thì có thể chứng kiến tận mắt đồ đệ của các thần y thi châm cứu người, lấy chuyện này ra ngoài kể cũng có thể nói khoác một năm. Quách Dương sắn tay áo lên, cầm ngân châm trong tay, sau đó ông ta lườm Diệp Thu, lạnh giọng nói, chàng trai nếu tôi chữa khỏi được cho diêu nữ sĩ, cậu bảo sẽ thế nào? Tôi sẽ đưa cho ông toàn bộ 80 vạn phí điều trị, không thiếu một đồng. Ngoài ra tự mình xin lỗi ông. Diệp Thu thản nhiên nói, mươi 52, chữa hộp máu rồi. Rất tốt. Quách Dương cười lạnh gật đầu, đang chuẩn bị bắt đầu. Đừng vội, nếu ông chữa không khỏi thì sao? Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt nhìn ngẫm hỏi. Cậu nói đi, tôi đều đáp ứng cậu hết. Quách Dương rất tự tin nói: "Ông phải ra hành lang ngoài kia, trước mặt tất cả bác sĩ và người bệnh, hô to ba tiếng tôi là lang băm, ông có đồng ý không?" Diệp Thu thản nhiên hỏi. "Không thành vấn đề." Quách Dương cực kỳ chắc chắn gật đầu. Đối với y thuật của mình, ông ta rất có lòng tin. Ngay sau đó ông ta cũng không nhiều lời nữa, hít sâu một hơi, liền chuẩn bị bắt đầu tiến hành châm cứu cho mẹ của Hà Tình Tình. Vào giờ phút này, Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng bệnh đều tập trung trên người Quách Dương. Không thể không nói, Quách Dương vẫn có chút tài năng. Bất luận là mức độ chuẩn xác và độ mạnh yếu của châm rơi đều vừa đúng. Nếu như người châm cứu không có một trình độ nhất định thì cơ bản là không thể làm được. Mà đây cũng là điều mà Quách Dương dựa vào và chắc chắn. Nhưng mà, Quách Dương sai là sai ở chỗ ông ta quá tự tin vào thuật châm cứu của mình, cho nên dẫn đến tự phụ. Trước khi châm cứu cho Diêu Tĩnh, ông ta thậm chí còn không tự mình kiểm tra tình trạng bệnh của Diêu Tĩnh. Chỉ vì đánh cược với Diệp Thu, thể hiện y thuật của mình cao siêu, liền trực tiếp hạ châm. Đây chính là điều tối kỵ của y đạo. Chính như cái gọi là bốc thuốc đúng bệnh, châm cứu cũng thế. Dưới tình huống chưa xác định nguyên nhân sinh bệnh của Diêu Tĩnh rốt cuộc là gì, ông ta đã trực tiếp châm cứu cho Diêu Tĩnh, làm vậy không những không cứu được Diêu Tĩnh mà ngược lại sẽ hại Diêu Tĩnh tất nhiên, Diệp Thu sẽ không trơ mắt nhìn Diêu Tĩnh xảy ra chuyện. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, một khi Diêu Tĩnh có nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì anh sẽ lập tức ra tay. Chẳng mấy chốc, ngân châm trong tay Quách Dương chỉ còn lại một cây cuối cùng. Chỉ cần một cây châm này châm xuống, vậy thì châm cứu mà ông ta làm sẽ hoàn toàn thành hình. Quách Dương thở vào một hơi, xoa xoa mồ hôi hột trên trán, sau đó nhìn mọi người, vẻ mặt đắc y nói, chỉ cần cây châm này hạ xuống, trong vòng một phút diêu nữ sĩ chắc chắn sẽ tỉnh lại hơn nữa bệnh của bà ấy cũng khỏi hoàn toàn giáo sư quách vất vả rồi chủ nhiệm lưu nhanh chóng nịt nọt nói cứu sống người bệnh chính là sứ mệnh của thầy thuốc không vất vả không vất vả quách dương rất là văn vẻ khoát tay sau đó nhìn sang diệp thu cười lạnh nói giã chiêu số cậu chuẩn bị mà xin lỗi tôi đi nói xong quách dương không nói hai lời trực tiếp cắm cây châm cuối cùng lên bụng của diêu tĩnh châm pháp thành hình, nhất thời. Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều tập trung lên người diêu tính. Có người còn bắt đầu lấy đồng hồ đếm ngược thời gian. Còn Hà Tình Tình, lúc này cô cũng cực kỳ khẩn trương, bàn tay nhỏ nắm chặt. Cô cũng rất mong chờ lúc này mẹ mình có thể tỉnh lại. Ước chừng đến khoảng giây thứ 50. Diêu tĩnh vốn nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở mắt, hơn nữa trực tiếp ngồi dậy từ trên giường. Thấy một màn này, mọi người đều kinh ngạc giáo sư Quách thật sự là thần y hiện đại A, à. y thuật này thật là thần kỳ, mọi người vỗ tay cho giáo sư Quách nào. Chủ nhiệm Lưu nhanh chóng vuốt mông ngựa, hơn nữa còn đi đầu vỗ tay. Các bác sĩ và y tá còn lại thấy vậy, khuôn mặt cũng đầy sùng bái, sôi nổi vỗ tay theo. Bốp bốp bốp, nghe thấy những chàng vỗ tay nhiệt liệt. Vẻ đắc ý trên mặt Quách Dương nhất thời càng tăng. Ông ta đi thẳng tới trước mặt Diệp Thu, đắc ý hỏi, sao nào, người học hoang dã, tôi hỏi cậu là cậu phục chưa? Nếu phục rồi, thì mau mau xin lỗi tôi, ngoài ra chi trả 80 vạn chi phí điều trị mà cậu đã hứa. Đừng vội. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó anh dựng ba ngón tay lên, bình thản nói 3, 2, 1. Mà theo tiếng, một từ trong lời nói của Diệp Thu vừa rơi xuống. siêu tĩnh vốn đang ngồi dậy bất ngờ biến sắc, trực tiếp phun ra một ngụm máu đen, ngay sau đó cả người lại ngã xuống giường một lần nữa, còn màn hình máy điện tâm đồ ở bên cạnh trực tiếp biến thành một đường thẳng tắp ti tiếng cảnh báo nhất thời vang lên một màn này làm cho tất cả mọi người ở đây đều sững sờ cúa dương thì ngây ngẩn cả người cả phòng bệnh nhất thời yên lặng giống như chết rõ ràng mọi người ở đây đều không ngờ quách dương sẽ thất bại mẹ theo một tiếng khóc hét lên của hà tình tình chủ nhiệm lưu là người đầu tiên phản ứng lại anh ta vội vàng trừng mắt nhìn đám bác sĩ y tá kia một cái sốt ruột quát lên còn ngây ra đó làm cái gì Nhanh chóng cấp cứu A Lúc này các bác sĩ và y tác đang xứng sở kia mới phản ứng lại Nhanh chóng vào tới trước giường bệnh Tiến hành cấp cứu khẩn cấp cho Diêu Tĩnh May mà cấp cứu kịp lúc Diêu Tĩnh dần dần khôi phục nhịp tim Điện tâm đồ cũng khôi phục bình thường Nhưng Diêu Tĩnh lại tiếp tục hôn mê Hơn nữa hơi thở còn yếu hơn so với trước kia Mà hết thảy mọi chuyện đều là quách dương ban tặng giáo sư quách bây giờ nói sao đây diệp thu nhìn quách dương khóe miệng khẽ nhếch vẻ mặt trêu tức nói cái này cái này không phải a à, cái mà tôi sử dụng chính là châm pháp thượng thừa mà sư phụ các thần y đã dạy cho tôi có thể nói là châm vào bệnh ra, sao mà dùng lại không ổn chứ quách dương nuốt khan một ngụm nước miếng vẻ mặt không dám tin lẩm bẩm nói y thuật không tinh thì thôi đi tôi đã nói rồi mà bệnh này ông không chữa được cho dù có là sư phụ ông Cát hồng viễn tới, thì ông ta cũng không chữa được. Diệp Thu Bình thản nói, dù sao thì cắt hồng viễn chính là người mà anh một tay dạy ra. Năng lực của Cát hồng viễn tới đâu, Diệp Thu rất rõ. Cậu nói bậy, sư phụ tôi là thần y thời nay, không có bệnh mà ông ấy không chữa được, nếu ông ấy tới, nhất định là chữa khỏi được. Quách Dương hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, phẫn nộ nói. Vậy sao? thế thì ông bảo ông ta tới thử đi. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt suy tư nói. Hừ, cậu đợi đó cho tôi, giờ tôi sẽ gọi điện cho sư phụ, đến lúc đó cho cậu nhìn xem, thế nào gọi là thần y chân chính. Quách Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp bấm số, gọi điện cho Cát Hồng Viễn, rất cung kính nói alo, sư phụ, người đang ở đâu? Em đang ở phòng 302 bệnh viện nhân số 1 thành phố, ở đây có một bệnh nhân đặc biệt khó giải quyết, em làm không chắc. Em nói là thầy có thể chữa khỏi, nhưng có một người học theo lối hoang dã nói rằng thầy cũng không chữa được. Thầy mau tới đây một chuyến đi, nếu không thanh danh của thầy trò chúng ta sẽ bị hủy mất. Cúp máy xong, Quách Dương nhìn Diệp Thu, vẻ mặt đắc y nói, cậu đợi đi, thầy tôi sẽ tới ngay, chẳng mấy chốc cậu sẽ biết lời mà cậu vừa nói, ngu xuẩn cỡ nào. Diệp Thu cười nhẹ, không nói gì. Ghi ao sư Quách các thần y sắp tới đây thật sao chủ nhiệm lưu nhìn quách dương nửa tin nửa ngờ hỏi tất nhiên thầy tôi ông ấy đang ở gần đây ông ấy nói rồi sẽ tiện đường tới xem xem quách dương gật đầu nói cực kỳ chắc chắn thế thì tốt thế thì tốt có ông cắt ra tay tôi yên tâm rồi chủ nhiệm lưu vuốt vuốt ngực thở phào một hơi nói thế nào thì anh ta cũng là bác sĩ điều trị chính của diêu tĩnh nếu diêu tĩnh xảy ra bất chắc thì anh ta cũng khó thoát khỏi liên quan. Bây giờ có các thần y ra tay, điều này đã làm anh dần yên tâm. Anh tin tưởng, các thần y nhất định có thể chữa khỏi cho diêu tính. Đào Chu, chương 53, quỳ xuống, gọi sư ra. Giờ phút này, người buồn nhất trong phòng bệnh không ai khác chính là Hà Tình Tình. Tình trạng của diêu tính vốn đã cực kỳ xấu. Lại trải qua một trận dày vò lúc nãy, hơi thở đã yết ớt đến cực điểm cả người rơi vào hôn mê sâu sinh mệnh hấp hối mắt thấy sắp không ổn rồi điều này làm cho hà tình tình rất lo lắng diệp thu mẹ tôi sẽ không sao đâu phải không hà tình tình ngẩng đầu nhìn diệp thu khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhật hỏi không sao đâu đừng lo lắng các thần y sắp đến rồi không phải sao diệp thu lắc đầu mỉm cười an ủi nói nghe anh nói như vậy sắc mặt của hà tình tình mới tạm khá lên một chút nói sao thì các thần y cũng là người rất có uy tín, hơn nữa cái tên này vừa nghe xong liền khiến cho người yên tâm. Cứ thế, khoảng 20 phút trôi qua, hành lang bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn. Cát Hồng Viễn đi đằng trước. Ở đằng sau, còn có một đám người đi cùng. Có viện trưởng của bệnh viện, cùng với các giáo sư, còn có các chủ nhiệm khoa. Dù sao thì Cát Hồng Viễn cũng là thần y tiếng tăm lừng lẫy ở tỉnh Thiên Nam hôm nay bất ngờ quá bộ tới Bệnh viện Nhân dân thành phố, điều này đương nhiên là dẫn tới mọi người vội vàng chào đón. Cứ như vậy, ở dưới vòng vây của các lãnh đạo bệnh viện, Cát Hồng Viễn đi tới cửa phòng bệnh 302. Còn cùng với sự đến thăm của Cát Hồng Viễn, phòng bệnh 302 lập tức trở nên náo nhiệt, chỉ là cửa của phòng bệnh mà đứng một đám lãnh đạo và bác sĩ của bệnh viện. Còn có một số bệnh nhân ở những phòng khác sau khi nghe nói các thần y tới, cũng đều chạy sang, vì để nhìn thấy các thần y người thật. Không thể không nói, uy tín của các hồng viễn trong giới y học khá cao. Về điểm này, Cố Dương không thể bì được. Sư phụ, Quách Dương nhìn thấy các hồng viễn tới, vội vàng đi lên đón, cung kính chào hỏi. Các thần y, viện trưởng, mọi người đều tới rồi. Chủ nhiệm Lưu cũng vội vàng dẫn theo đám bác sĩ y tá trong phòng tiến lên nghênh đón, không dám chậm trễ chút nào. Được rồi, đừng đứng ngăn hết ở đây nữa, mau để các thần y khám cho người bệnh viện trưởng vẫy tay ý bảo mọi người tránh ra một con đường mọi người nhanh chóng đứng sang hai bên nhường cho các hồng viễn một con đường các thần y mời ngài viện trưởng nhìn các thần y cung kính nói ừ các hồng viễn gật đầu nhấc chân để đi tới giường bệnh chỗ diêu tính nhưng mà ông ta vừa đi được hai bước dư quang nơi khóe mắt vô tình nhìn thấy diệp thu đang đứng ở một bên điều này khiến ông sửng sốt ngay sau đó khuôn mặt mừng rỡ vội vàng bước nhanh tới trước mặt diệp thu há miệng liền muốn gọi sư nhưng mà ông ta còn chưa nói hết câu đã bị diệp thu cắt ngang được rồi trước tiên đừng quan tâm tôi đi khám cho diêu nữ sĩ xem ông có chữa được không diệp thu khoát tay chỉ vào giường bệnh thản nhiên nói vâng đối với mệnh lệnh của diệp thu cát hồng viễn tất nhiên không dám làm trái ông ta gật đầu rồi nhanh chóng đi tới trước giường bệnh. Trước tiên ông ấy bắt mạch cho Diêu Tĩnh, lại mở hai mắt của Diêu Tĩnh ra, kiểm tra đầy đủ 5 phút. Mức độ nghiêm túc kia không giống một thần y y thuật cao siêu một chút nào, mà trái lại hơi giống như học sinh lần đầu tiên khám cho bệnh nhân. Thấy vậy, Diệp Thu hài lòng gật đầu. Bởi vì bậc thầy chân chính, phải mãi mãi có một trái tim học hỏi. Giống như chiếc bông nóng này quách dương, chữa bệnh trước tiên lại không xem bệnh, cuối cùng khó thành châu báu. Sau khi kiểm tra cẩn thận một phen, mọi người đều mong đợi nhìn các thần y. Thế nào sư phụ, chắc chắn là ngài chữa được đúng không? Quách Dương nịnh nọt hỏi. Phải đó, các thần y, bệnh này đối với ngài mà nói, chắc là không thành vấn đề đúng không? Chủ nhiệm lưu cũng mang một vẻ mặt chờ mong hỏi. Vào giờ phút này, mọi người đều nghĩ các thần y chắc chắn có thể dễ dàng chữa khỏi bệnh cho diêu tính. Thế nhưng đối mặt với ánh mắt mong đời của mọi người. Cát hồng viễn lại đứng thẳng lưng, thở dài một hơi, lắc đầu nói, không được, bệnh này tôi chữa không nổi. Cái gì? Lời này vừa nói ra. Mọi người ở đây đều kinh ngạc, một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn Cát hồng viễn, trong lúc nhất thời họ còn tưởng là mình đã nghe nhầm. Quách dương nuốt khan một ngụm nước miếng, nhanh chóng đi lên phía trước, nhìn Cát hồng viễn, khó hiểu hỏi, sư phụ, ngài không đùa chứ? loại bệnh nhỏ này đối với ngài mà nói chẳng phải là rất đơn giản sao loại bệnh nhỏ này nói thì dễ đấy cát hồng viễn không vui chừng mắt nhìn quách dương một cái sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nói đây là tế bào ung thư hơn nữa bộ phận giả dày và gan đều chuyển sang ung thư cùng một lúc mặc dù tôi có thể điều trị được một vài chứng bệnh khó và phức tạp nhưng đối với loại bệnh này thì tôi bó tay đành chịu nghe thấy lời này sắc mặt của quách dương và mọi người ở đây thay đổi trong lúc nhất thời cũng đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Vốn dĩ lúc trước Diệp Thu nói là cát hồng viễn chữa không nổi, bọn họ còn không tin. Bây giờ cuối cùng thì bọn họ đã tin rồi, nếu ngay cả các thần y còn không chữa được, thì thiên hạ hiện thời chẳng phải là không ai chữa được nữa sao? Chủ nhiệm Lưu nhìn Cát Hồng Viễn, sắc mặt nặng trĩu. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt nhỏ của Hà Tình Tình nháy mắt trắng bệch, cả người tuyệt vọng tới cực điểm như lời mà chủ nhiệm Lưu nói, căn bệnh mà đến cả các thần y còn không chữa được thì còn có ai có thể chữa được đây. Vừa nghĩ tới đây, Hà Tình Tình cảm thấy cả bầu trời như sắp sụp xuống rồi, miễn bản tuyệt vọng bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, Cát Hồng Viễn lại lắc đầu, vẻ mặt suy tư nói, thế thì không phải, thiên hạ lúc này có một người có thể chữa được bệnh này. Cái gì? Lại còn có kỳ nhân bậc này, vậy y thuật của ông ấy so với ngài thì như thế nào? viện trưởng cả kinh, vội vàng hỏi. Mọi người cũng nhìn hết về phía Cát Hồng Viễn, rõ ràng là cũng rất muốn biết đáp án. Tôi chỉ là kẻ hèn, là huỳnh quang của đom đóm, sao dám so với trăng sáng chứ? Ở trước mặt cậu ấy, tôi chỉ là con kiến. Cát Hồng Viễn lắc đầu cười một cái, tự diễu nói. Mà lời này của ông ấy vừa nói ra, lại càng làm cho tất cả mọi người ở đây chấn kinh đến cả các hồng viễn các thần y còn nói mình chỉ là con kiến hôi trước mặt người đó vậy thì y thuật của người đó phải thần thông cỡ nào a à? chẳng lẽ là y thánh hạ phàm các thần y ông có biết người đó là ai không viện trưởng nhìn các hồng viễn vẻ mặt kỳ vọng hỏi tất nhiên là biết hơn nữa người đó xa tận chân trời gần ngay trước mắt đang ở trong phòng bệnh này cát hồng viễn nhếch mép cười ngay sau đó ông quay đầu nhìn diệp thu cái nhìn này của ông ấy như không. Mọi người lập tức sôi nổi nhìn theo về phía Diệp Thu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Sư phụ, không phải là ngài định nói, người đó chính là cái tên học tập hoang dã này đấy chứ. Quách Dương nhìn Diệp Thu một cái, ông ta có chút không dám tin hỏi. Thế nhưng, Cát Hồng Viễn vừa nghe thấy lời ấy, sắc mặt lập tức trầm xuống, giơ chân lên hung hăng đạp vào mông Quách Dương một cái, lạnh giọng quát, đồ hỗn láo, còn nói năng lỗ mãng nữa thì lão phu sẽ phế ngươi, còn không mau quỳ xuống, gọi sư ra. a à, quách dương sừng sốt không hiểu gì. Gọi sư ra, người học theo kiểu hoang dã tuổi còn trẻ này. Sư phụ bảo mình gọi cậu ta là sư gia, thế cậu ta chẳng phải là sư phụ mình. Vừa nghĩ tới đây, Quách Dương không nhịn được run rẩy, sắc mặt thoáng cái đã cực kỳ khó coi. Đồ khốn, nếu cậu còn không quỳ xuống, lão phu lập tức trục xuất cậu khỏi sư môn. Cát hồng viễn hung hăng trừng mắt liếc quách dương một cái, tức giận nói. Nghe vậy, sắc mặt quách dương đại biến, cũng không dám do dự nữa, hai chân mềm nhún, bùm bụp một tiếng quỷ xuống với Diệp Thu, run rẩy nói, sư. Sư ra, chương năm 14, tam thánh hoàn hồn châm. Cùng lúc đó, cát hồng viễn cũng ôm quyền, cúi người thật sâu trước Diệp Thu, cung kính nói, ngủ đồ cát hồng viễn, ra mắt ân sư lời này vừa nói ra. Mọi người ở đây nháy mắt khiếp sợ, một đám người nhìn về phía Diệp Thu, trong mắt mở tròn xoe. Ân sư, chàng trai trẻ này lại là sư phụ của thần y cát hồng viễn. Thế thì cậu ta phải lợi hại cỡ nào chứ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều không bình tĩnh được. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu lại càng giống như nhìn thấy thần vậy. Cảm nhận được ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu cười lão ra hỏa cắt hồng viễn này còn vạch trần thân phận của mình nữa chứ bất quá việc này chẳng sao cả dù sao thì lát nữa mình chữa bệnh cho mẹ của hà tình tình khó tránh khỏi cũng sẽ bại lộ còn bây giờ có cắt hồng viễn ở đây ngược lại anh bớt được không ít phiền toái tối thiểu thì lúc mình ra tay sẽ không có người quấy dày nghĩ tới đây diệp thu khoát tay bình thản nói được rồi đứng lên đi cảm ơn ân sư Cát Hồng Viễn vội vàng cảm kích nói, sau đó lúc này mới dám đứng thẳng người. Mà Quách Dương thấy vậy cũng muốn đứng lên khỏi mặt đất, nhưng ông ta còn chưa kịp nhích người, Cát Hồng Viễn đã hung hăng chừng mắt nhìn của Dương một cái, lạnh giọng nói: "Sư gia cậu chưa cho cậu đứng lên, cậu cứ quỳ ở đó cho tôi, dám nhúc nhích một tí, lão phu không tha cho cậu." "Vâng, vâng." Quách Dương sợ tới mức vội vàng gật đầu, không dám có bất kỳ ý kiến gì. Sau đó. Cát Hồng Viễn trực tiếp đi qua chỗ Diệp Thu, nhìn Diệp Thu, vẻ mặt kích động nói: Sư phụ, làn trước ở Lâm ra vội vội vàng vàng từ biệt, không ngờ hôm nay lại gặp được ở chỗ này, chúng ta thật là có duyên a. À. Lúc ở nhà họ Lâm đều dựa vào ông hỗ trợ giải vây. Diệp Thu nhếch miệng cười nói: Nên làm, nên làm mà, đây đều là việc mà ngu đồ nên làm. Cát Hồng Viễn vội vàng khoát tay, sau đó nhìn về phía Diệp Thu, vẻ mặt khó hiểu hỏi chỉ là với thân phận của ngài tại sao lại muốn hạ mình làm con rể tới cửa của nhà họ lâm ngay từ đầu tôi đã không dám tin đây là sự thật rất nhiều chuyện mà bây giờ tôi còn chưa nói cho ông biết được tóm lại là tôi có nguyên nhân của tôi ông không nói với nhà họ lâm thân phận của tôi đấy chứ diệp thu bình thản hỏi không tất nhiên là ngu đồ không dám vì tiện quyết định cho sư phụ cát hồng viễn vội vàng lắc đầu cung kính nói ừ thế thì tốt Diệp Thu nhếch miệng cười, sau đó nhìn sang Diêu Tĩnh đang nằm trên giường bệnh, bình thản nói, thời gian không còn sớm nữa, tôi phải cứu người rồi, có thời gian thì nói chuyện tiếp. Nói xong, Diệp Thu trực tiếp đi tới giường bệnh. Ngu đồ trợ thủ cho sư phụ. Cát hồng viễn vội vàng đi theo. Đám người viện trưởng thấy vậy, cũng ảo ảo vây tiến lên. Bọn họ rất muốn xem xem, chàng trai trẻ có thể được các thần y gọi là sư phụ, rốt cuộc y thuật cao siêu đến nhường nào chuẩn bị cho tôi ba cái ngân châm. Diệp Thu bình thản nói. Vâng. Cát Hồng Viễn nhanh chóng rút ra ba cây châm từ trong gói châm, tiêu độc, chuẩn bị xong. Diệp Thu nhìn lướt qua diêu tính trên giường bệnh, trạng thái coi như ổn định. Còn những ngân châm mà quách dương châm trước đó đều đã bị bác sĩ cấp cứu rút ra rồi. Đây đúng là đã giảm bớt không ít việc cho Diệp Thu. Hít sâu một hơi, Diệp Thu giơ tay phải lên. Cát Hồng Viễn lập tức hiểu ý của Diệp Thu, nhanh chóng đưa cho diệp thu một cây ngân châm diệp thu hít mắt một tay cầm châm châm thẳng vào nhân chung của diêu tính cát hồng viễn nhanh chóng đưa cây châm thứ hai cho diệp thu mà cây châm này diệp thu chọn châm xuống đỉnh đầu của diêu tính nhìn theo hai cây châm mà diệp thu châm xuống cát hồng viễn đầu tiên là sửng sốt sau đó khuôn mặt che kín khiếp sợ đây đây là tam thánh hoàn hồn châm tam thánh hoàn hồn châm cát thần y đó là châm pháp gì a? À? tại sao chúng tôi chưa bao giờ nghe đến cái này a? À? viện trưởng và đám giáo sư y khoa đều có vẻ mặt khó hiểu nhìn cát hồng viễn trong mắt che kín nghi hoặc. nghe vậy, cát hồng viễn hít sâu một hơi, chậm rãi nói tam thánh hoàn hồn châm chính là một trong những châm pháp rất khó cũng cực kỳ hiếm thấy. trong y thuật cổ xưa của hoa hạ, mặc dù nhìn bên ngoài chỉ đơn giản có ba cây châm, không giống với những châm pháp hoa hòe hoa sói nhưng nếu là muốn thi triển ra tam thánh hoàn hồn châm chân chính, thì nhất định phải đạt đến một cảnh giới cực kỳ cao mới được. Bởi vì mỗi một châm trong đó đều ẩn chứa lý giải sâu sắc về thuật châm cứu và y thuật cùng với sự điều khiển thành thục. Cái này không có một cái 10 năm 20 năm thì không luyện ra được. Mặc dù tôi đã đi theo ân sư học được một đoạn thời gian, y thuật tăng vọt, nhưng đến giờ cũng chỉ có thể bắt trước theo hình thôi, thủy súng không thể thi triển ra tam thánh hoàn hồn châm chân chính, thậm chí đến cả cái da lông, tôi cũng không học được. Nghe Cát Hồng Viễn nói vậy, mọi người đều hết sức kinh ngạc, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu đã tràn ngập kính nể. Đúng là, nhìn người không thể nhìn tướng mạo, Diệp Thu tuổi còn trẻ, đã có thể có được y thuật cao siêu như vậy. Điều này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Châm thứ ba, lúc này, Diệp Thu lại giơ tay phải lên một lần nữa về phía Cát Hồng Viễn. Cát Hồng Viễn nhanh chóng đặt cây châm thứ ba vào tay Diệp Thu diệp thu tay cầm ngân châm không hề do dự mà nhắm ngay vào vị trí đan điền của diêu tĩnh đâm xuống tan thánh hoàn hồn châm thành hình diệp thu khẽ thở phào một hơi hoạt động cái cổ một chút mà vào lúc này một cảnh tượng kỳ diệu đã xuất hiện diêu tĩnh vốn đang hấp hối sắp chết ngay cả các thần y cũng bó tay không giúp được thế nhưng chậm rãi mở hai mắt ra hơn nữa các số liệu hiển thị trên công cụ giám sát bên cạnh đều đang phục hồi theo hướng tốt thấy thế mọi người ở đây sợ ngây người diệp thu đã làm được rồi anh ấy đã chữa khỏi bệnh cho diêu tính thật rồi căn bệnh mà ngay cả các thần y cũng không chữa được diệp thu đơn giản dùng ba châm đã trị được rồi vào giờ khắc này bọn họ muốn không phục diệp thu cũng không được tiên sinh thật là thần y a à. viện trưởng nhìn diệp thu kính nể nói quả không hổ là sư phụ của các thần y thật sự là làm cho tôi được mở rộng tầm mắt một ông giáo sư cũng đi ra khen tiếp. Cúa là thần kỳ, hoa hạ có được thần y như ngài thì y đạo của Trung Hoa ta lo gì không mạnh chứ. Đây quả thực chính là hoa đà thời nay, y thánh hạ phàm. Chấm 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 chấm, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng bệnh vang lên tiếng khen ngợi, không có ai là không phục Diệp Thu. Còn Quy Ách Dương lúc trước cứ luôn mồm học theo theo cách hoang dã, giờ phút này lại cực kỳ xấu hổ, đầu cúi thấp tới nỗi sắp vùi vào trong đúng quần rồi bởi vì ông ta thật sự là không còn mặt mũi gặp người nữa rồi mà giờ phút này ông ta mới hiểu ra câu nói nhân ngoại hữu nhân thật là có ý nghĩa mẹ giờ phút này hà tình tình là người kích động nhất cô thấy mẹ mình đã tỉnh lại không nói hai lời vội vàng vọt qua chỗ diêu tính thấy vậy diệp thu vội vàng ngăn hà tình tình lại mỉm cười nói cô đợi một lát hiện tại gì ấy còn hơi suy yếu đợi tôi thu châm xong mẹ con hai người lại nói chuyện tiếp Ừ, đối với lời của Diệp Thu, tất nhiên là nói gì thì Hà Tình Tình nghe nấy. Mặc dù cô không biết y thuật, nhưng cũng nhìn ra được, hôm nay người đã cứu mẹ cô chính là Diệp Thu. Điều này làm cô cực kỳ cảm kích Diệp Thu. Hít sâu một hơi, Diệp Thu bắt đầu thu hồi ba cây châm trên người diêu tính. Vào lúc thu lại cây châm cuối cùng, Diệp Thu động một cái thông qua cây châm truyền một dòng nước ấm vào trong cơ thể diêu tính. Theo dòng nước ấm này tiến vào. Sắc mặt siêu tính đã tốt lên nhiều, thậm chí còn hơi có huyết sắc, các phương diện khác cũng phục hồi rất nhanh. Lúc này Diệp Thu mới thu hồi một cây châm cuối cùng, sau đó trực tiếp xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Thời gian kế tiếp, anh muốn để phòng bệnh cho mẹ con Hà Tình Tình để hai người có không gian riêng. chương 55, 3 ngàn một tháng. Diệp Thu vừa đi, Cát Hồng Viễn tất nhiên là nhanh chóng đi theo. Lúc đi qua quách dương, Cát Hồng Viễn hung hăng đạp vào cái mông của quách dương một phát lạnh giọng nói ra ngoài quỳ cho ta vâng vâng quách dương không dám không tuân theo vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài còn những người khác thấy vậy cũng rất biết ý đi ra khỏi phòng bệnh trả phòng bệnh cho mẹ con hà tình tình ra tới ngoài hành lang quách dương không dám chậm chế bùm bụp một tiếng quỳ xuống trước mặt diệp thu thấy vậy chuyện chính ở tương đương tia à, um chu e, I vn tương đương khóe miệng diệp thu nhếch ra một nụ cười nghiền ngẫm bình thản nói giáo sư quách không biết hứa hẹn của ông lúc nãy thì thế nào hả quách dương sửng sốt hả cái gì hả sư gia đang hỏi cậu đấy đừng có mà giả vờ hồ đồ cát hồng viễn hung hăng chừng mắt nhìn của dương một cái quát lớn không không thành vấn đề tôi đi làm ngay đây quách dương sợ tới mức vội vàng gật đầu sau đó ở trước mặt mọi người hét lớn tôi là lang băm tôi là lang băm, tôi là lang băm. mọi người nghe thấy vậy, cả đám đều cố nén cười. sau khi hét xong ba tiếng, sắc mặt quách dương cũng đã đỏ lên, bởi vì ông ta cảm thấy mình sắp mất hết thể diện rồi. nếu giờ mà có một cái lỗ ở trên mặt đất, ông ta tuyệt đối sẽ không chút do so dự mà chui vào. sư phụ, ngài hài lòng chưa? nếu chưa hài lòng, em lại để cho cậu ta hét thêm một nghìn lần. cát hồng viễn nhìn diệp thu, vẻ mặt nịnh nọt hỏi nghe thấy vậy quách dương bị dọa cho tái mét mặt một ngàn lần thế thì khuôn mặt mình có còn nữa không a à? cho dù không cần mặt cổ họng cũng không chịu nổi a à. nghĩ tới đây quách dương đáng thương nhìn về phía diệp thu ánh mắt mang vẻ cầu xin tha thứ thấy vậy diệp thu cũng phải lắc đầu cười anh khoát tay nói bỏ đi đây là bệnh viện sẽ làm ồn tới các bệnh nhân khác vâng cát hồng viễn gật đầu sau đó cúi đầu hung hăng liếc mắt trừng Quách Dương một cái, lạnh giọng nói: "Còn không mau cảm ơn sư gia?" "Cảm ơn sư gia khoan dung." Quách Dương vội vàng dập đầu một cái với Diệp Thu, cảm kích nói. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, đám người tương đối chấn động. Một đời danh y, đường đường là giáo sư y khoa Quách Dương, thế mà lại khom lưng uốn gối như vậy, cái này thật đúng là hiếm gặp. Nhưng mà vừa nghĩ tới y thuật xuất thần nhập hóa của Diệp Thu, mọi người cũng bình thường trở lại xin hỏi sư phụ về sau đang định cư ở giang châu hà cát hồng viễn nhìn diệp thu cung kính hỏi trước mắt thì chắc là vậy diệp thu gật đầu tốt quá rồi sau này ngủ đồ có chỗ nào không hiểu mong sư phụ chỉ giáo nhiều cho cát hồng viễn kích động nói không thành vấn đề diệp thu khoát tay thoải mái nói bởi vì anh biết mình dạy y thuật cho cát hồng viễn Cát Hồng Viễn chắc chắc sẽ cầm nó đi trị bệnh cứu người. Đây là chuyện tốt, tất nhiên anh sẽ không từ chối. Cảm ơn sư phụ. Cát Hồng Viễn cảm kích cúi người với Diệp Thu, sau đó thẳng người lên, nhìn Diệp Thu, hơi ngại ngùng nói, sư phụ, nếu bên này ngài đã không còn việc gì, bên kia của em còn có một bệnh nhân cần đi xem xem, xin thứ cho ngu đồ không thể ở bên cạnh sư phụ, hôm khác ngu đồ nhất định sẽ tự mình tới nhà thăm thầy. Chị bệnh cứu người quan trọng hơn, đi đi diệp thu khoát tay thế sư phụ à ngủ đồ xin đi trước cát hồng viễn ôm quyền sau đó hung hăng chừng mắt nhìn quách dương một cái lạnh giọng nói còn quỳ ở đó làm gì cái đồ mất mặt đi theo ta quách dương không dám do dự một tí nào vội vàng đứng dậy ngoan ngoãn theo cát hồng viễn rời đi thấy thế viện trưởng bệnh viện là hàn thần quang đảo mắt lập tức đi lên trên nhìn diệp thu vẻ mặt cung kính nói xin hỏi đại danh tên tuổi của tiên sinh là gì diệp thu diệp thu bình thản nói diệp thu nhìn lá dụng biết mùa thu tới tên hay không biết diệp tiên sinh có đồng ý tới bệnh viện chúng tôi chỉ bảo nghiệp vụ không hàn thần quang vẻ mặt nịnh nọt hỏi ồ làm việc ở bệnh viện các ông sao diệp thu ngẩn ra một lát nghi hoặc nói đúng thế nhưng ngài không cần phải thường xuyên thăm khám chỉ cần báo tên là một chuyên gia đặc biệt nếu bệnh viện chúng tôi thực sự có bệnh tình không thể giải quyết nổi ngài lại ra tay là được. về phần thù lao, một tháng tôi sẽ đưa cho ngài một khoản ít nhất là sáu chữ số. Hàn Thần Quang nói thẳng vào vấn đề. nói thế có nghĩa là một tháng ít nhất mười vạn hả? Diệp Thu cười nhạt hỏi. đúng a, à, không biết Diệp Tiên Sinh có cảm thấy hứng thú không? gương mặt Hàn Thần Quang mong đợi hỏi. không có hứng thú, bình thường tôi rất bận, sáng mai còn phải đi làm đây. Diệp Thu lắc đầu, thản nhiên nói đi làm. Không biết hiện tại Diệp Tiên Sinh đang nhận chức vụ cao ở đâu. Công việc cụ thể là làm gì? Hàn thần quang sửng sốt, thử thăm dò hỏi. Theo như ông thấy, Diệp Thu có thể từ chối công việc có tiền lương hơn 10 vạn một tháng, thế thì công việc hiện tại chắc chắn là cực kỳ trọng đại. Nhân viên kinh doanh, tập đoàn Lâm Thị. Diệp Thu thản nhiên nói. Nhân, nhân viên kinh doanh. Hàn thần quang kinh ngạc, cả người không thể bình tĩnh được nữa rồi. Lúc đầu Diệp Thu từ chối. Ông ta còn tưởng công việc của Diệp Thu là công việc còn to lớn hơn. Không ngờ lại chỉ là một nhân viên kinh doanh, cái này hoàn toàn không xứng đôi với y thuật xuất thần nhập hóa của Diệp Thu a. À. Một người có được y thuật cao siêu như vậy, vì sao phải hạ mình đi làm một nhân viên kinh doanh chứ? Cho dù vì tiện mở một phòng khám, cũng đã phát tài rồi a. À. Chẳng lẽ nhân viên kinh doanh trong miệng Diệp Thu, khác với nhân viên kinh doanh bình thường, tiền lương đặc biệt cao? thậm chí còn cao hơn số tiền mà mình đưa ra sao. Vừa nghĩ tới đây, hàn thần quang ho khan hai tiếng, nói bóng nói gió hỏi, Diệp tiên sinh, thu nhập của nhân viên kinh doanh này của ngài chắc là không thấp phải không? Cũng được, hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào làm, còn đang trong kỳ thực tập, một tháng ba ngàn, không bao ăn ở. Diệp thu nhếch miệng cười nói, ba ngàn một tháng, hàn thần quang co rút khóe miệng, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt thậm chí hiện tại, ông ta hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của Diệp Thu. Vì một công việc có lương 3 ngàn một tháng, từ chối một công việc tiền lương hơn 10 vạn một tháng. Cái này, cái này hình như không giống với lựa chọn mà người bình thường có thể làm ra được. Hàn thần quang rất muốn biết nguyên do trong đó, nhưng cũng không tiện hỏi, chỉ đành cười khổ nói, Diệp tiên sinh, cậu thật sự không định xem xét lại tới chỗ của tôi à? Không được, tôi rất thích công việc hiện tại của mình, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây ngày mai tôi còn phải dậy sớm đi làm nói xong diệp thu khoát tay cũng không nói nhiều nữa trực tiếp xoay người theo hành lang đi về phía cửa bệnh viện nhìn theo bóng lưng diệp thu hàn thần quang mấp máy môi cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi cũng không đuổi theo cưỡng cầu nữa bởi vì ông ta biết cao nhân giống như diệp thu dùng cách bình thường chắc chắn không thể mời được dễ dàng như thế hết thảy chỉ có thể tùy duyên audio điện tử võ tấn bền. Chương 56, phòng bia tốc độ. Ra khỏi cổng bệnh viện, Diệp Thu cũng không định đi về nhà. Vốn dĩ chuyến này anh tới đây là vì tìm một lý do thích hợp để đưa 10 vạn cho Hà Tình Tình. Bây giờ, bệnh của mẹ Hà Tình Tình anh đã tiện tay chữa khỏi. Còn 10 vạn kia, lúc anh châm cứu cho Diêu Tĩnh anh đã thuận tay để nó ở đầu giường Diêu Tĩnh. Mục đích đã hoàn thành, anh không cần thiết phải ở lại đó nữa vẫy tay gọi một chiếc taxi. Diệp Thu tính quay về hãn Hải Lam Thành. Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại của Diệp Thu lại reo lên. Là người đàn ông đẹp trai cấp dưới gọi tới. Diệp Thu không hề do dự, trực tiếp nghe máy có chuyện gì. Alo, 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 lão đại, anh có thể đừng lần nào cũng lạnh nhạt với người ta thế không? Lấy vợ vào là khác rồi, thái độ cũng thay đổi, trước kia anh đâu có như thế này giọng nói u oán của người đàn ông đẹp trai từ đầu dây bên kia truyền đến. Giọng điệu này, nói như kiểu Diệp Thu là kẻ phụ tình vậy. Diệp Thu suýt nữa thì nôn ngay tại chỗ, giọng điệu không tốt nói, hoặc là cậu nói chuyện đàng hoàng, hoặc là tôi cúp máy. Đừng mà lão đại, có chính sự. Người đàn ông đẹp trai vừa nghe thấy câu này, lập tức nóng nảy, vội vàng nói. Thế cậu nói đi. Diệp Thu bình thản nói. Thanh Long Đường mà lúc trước phái người ra tay với Giang Thi Kỳ, em đã điều tra ra thông tin địa chỉ của họ rồi, có cần chúng em bên này trực tiếp tiêu diệt không? Người đàn ông đẹp trai khôi phục bộ dạng nghiêm túc, hỏi. Không cần, các cậu quá lớn, nhất cử nhất động đều thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Thôi để tôi tự đi đi, tiện thể còn có thể điều tra một chút về tên trùm phía sau màn. Diệp Thu thản nhiên nói. Vâng, Vậy em sẽ gửi tài liệu về thành viên bang phái cùng với địa chỉ vào điện thoại của anh." Người đàn ông đẹp trai nói. "Ừ." Diệp Thu gật đầu, sau đó hỏi, "Còn chuyện gì nữa không?" "Có ạ, à, gần đây má Vũ chủ tịch tập đoàn Đào Bối bối luôn hỏi thăm tin tức của anh, anh ta muốn gặp anh một lần, xin anh chỉ bảo về phương hướng phát triển của thương mại điện tử trong tương lai." Người đàn ông đạp trai cười nói. "Nói với cậu ta, gần đây tôi không rảnh, không gặp." Diệp Thu Bình Thản nói: "Nói anh, anh liền cúp máy." Khoảng 3 giây sau, điện thoại của Diệp Thu nhận được tin nhắn mà người đàn ông đẹp trai gửi đến. Trên màn hình là thông tin và địa chỉ của Thanh Long Đường. Liếc mắt nhìn một cái, Diệp Thu nhìn tài xế taxi rồi nói: "Đi đến phòng bia tốc độ." Chấm 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 chấm, trước cửa chính của phòng bia tốc độ. Diệp Thu nhìn địa chỉ, sau khi xác định là chỗ này, anh liền đẩy cửa đi vào cửa chính vừa mở, một trận khói thuốc gây mũi sộc tới. Mặc dù phòng bia này trông không rộng, nhưng bên trong làm ăn đúng là rất được. Cơ bản là trước mỗi bàn bia đều có rất nhiều người vây xung quanh, rất là náo nhiệt. Diệp Thu nhíu mày, quét mắt nhìn một vòng trong phòng bia, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở chỗ chiếc ghế sofa màu đen cách đó không xa. Giờ phút này, một nam thanh niên mặc áo sơ mi hoa đang chơi đùa với một người phụ nữ trang điểm đậm trên sofa. Còn hai bên sofa, lại có hai gã đại hán xăm trổ đầy cánh tay đang đứng. Diệp Thu nhận ra hình xăm kia, hình xăm đó giống với hình xăm trên người những đại hán hôm đó muốn bắt Giang Thi Kỳ ở bãi đỗ xe. Còn nam thanh niên đang ngồi trên sofa. Diệp Thu cũng nhìn thấy trong tài liệu mà người đàn ông đẹp trai gửi tới. Cậu ta chính là đường chủ của Thanh Long Đường, Ngô Siêu. Sau khi xác định thân phận, Diệp Thu đi thẳng qua đó ngô siêu đang dở trò với người phụ nữ trong ngực làm cho người phụ nữ liên tục thở dốc đang chơi vui vẻ thì đúng lúc này diệp thu bất ngờ dừng lại ở trước sofa thấy thế ngô siêu nhướng mày liếc mắt nhìn diệp thu một cái bực mình hỏi gì vậy có việc à cậu chính là ngô siêu đường chủ của thanh long đường đúng không diệp thu bình thản nói nghe vậy sắc mặt ngô siêu chợt biến híp hai mắt lạnh giọng hỏi anh là ai ở đường nào sao lại biết tôi diệp thu cái tên này chắc là không lạ đâu nhỉ diệp thu khẽ nhếch khóe miệng vẻ mặt nghiền ngẫm nói là anh ngô siêu nheo mắt lại trên mặt xoẹt qua một tia sắc bén sau đó cười lạnh nói lần trước anh đã phá hỏng chuyện của tôi nhưng tôi quá bận không rảnh tìm anh tính sổ về sau nghe nói có người đang điều tra chúng tôi tôi liền để lộ thông tin ra dự định học Khương Thái Công câu cá, không ngờ đến hôm nay con cá quả nhiên đã cắn câu rồi. Ồ, câu cá, thế cậu không sợ, câu câu lên không phải là cá mà là một con cá mập trắng à? Diệp Thu hít mắt, vẻ mặt dí dỏm hỏi. Đối với việc ngô siêu có thể nói ra trước là biết có người đang điều tra cậu ta, Diệp Thu lại chẳng bất ngờ. Anh rất rõ tác phong làm việc của thuộc hạ mình, từ trước tới nay làm việc đều quang minh chính đại, huống hồ là điều tra một băng nhóm còn con ở vùng Giang Châu, tất nhiên là càng không phải lén lút rồi. Dù sao thì biết cũng đã biết rồi, chỉ là một đám kiến hôi mà thôi, biết thì cũng chẳng sao cả. Cá mập trắng. Anh ư, anh coi trọng bản thân quá rồi đấy, đã đến chỗ của tôi, anh có là hổ thì cũng phải nằm xuống cho tôi, là rồng thì cũng phải ngoan ngoãn cho tôi. Cho dù anh có là cá mập trắng thật, thì hôm nay tôi cũng sẽ thịt anh, ăn vây cá, hiểu chưa? ngô siêu khinh miệt cười gương mặt xem thường nói có tự tin là chuyện tốt nhưng thường thì có lúc tự tin sẽ dẫn đến tai họa cho cậu nói đi tại sao muốn dùng cách bắt cóc giang thi kỳ để uy hiếp lâm thanh nhã người đứng phía sau sai bảo các cậu là ai diệp thu nhìn ngô siêu sắc mặt bình thản hỏi muốn biết hả được thôi sống được đã rồi nói tiếp ngô siêu lạnh lùng cười một cái sau đó vỗ tay một cái bốp lập tức những người vốn còn đang vây xung quanh bàn bia đánh bia đều đặt gậy xuống. Bọn họ người thì lấy ống tuyết ở dưới bàn bia, người thì lấy dao bầu, có người thì móc luôn con dao găm từ trong ngực ra. Sau đó bọn họ nhao nhao xông về phía Diệp Thu, tạo thành một vòng vây, vây xung quanh Diệp Thu. Hóa ra, bọn họ không phải là khách mà đều thuộc hạ của Ngô Siêu. Hơn nữa số lượng rất đông, ít nhất cũng phải 50 người. Cảm giác ánh mắt xung quanh đều cực kỳ bất thiện. Diệp Thu lắc đầu cười, sắc mặt anh vẫn bình thản như cũ nói, xem ra ngô đường chủ đã có chuẩn bị từ sớm, vì để đón tiếp tôi mà bày trận đúng là không nhỏ a. À. Tất nhiên rồi, lần trước nghe tài xế còn sống trở về nói với tôi là anh đánh nhau rất giỏi, vì thế tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho anh những thứ này, hôm nay tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc anh đánh giỏi đến đâu. Ngô siêu lạnh lùng cười một cái, vẻ mặt đắc y nói. Không được rồi, hôm nay tôi đi làm cả ngày, khá là mệt rồi, đổi người chơi với các cậu. Diệp Thu hoạt động cái cổ một chút, vẻ mặt nghiền ngẫm nói, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Phanh! Một bóng đen từ trên trần nhà đột nhiên rơi xuống, vừa vặn rơi xuống bên cạnh Diệp Thu. Thấy vậy, trong mắt ngô siêu xoẹt qua một tia sắc bén, vẻ mặt khinh thường cười lạnh nói, ủ ôi, còn dẫn theo trợ thủ à? Bất quá chỉ có một tên, anh cảm thấy anh ta có thể cứu được anh sao? Đều đi chết hết đi. Nói xong, Ngô Siêu không nói nhảm với Diệp Thu nữa, trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ của mình, nói, lên cho tôi, không cho một tên nào còn sống. chương 57, gặp lại người quen. Theo tiếng ra lệnh của Ngô Siêu hạ xuống. Những thuộc hạ kia, tất cả đều không nói hai lời, xông thẳng về phía Diệp Thu và bóng đen bên cạnh Diệp Thu. Thấy vậy, Diệp Thu chớp chớp hai mắt, thản nhiên nói, đi đi, tốc chiến tốc thắng. Bóng đen gật đầu, sau đó liền xông qua chiến đấu với đám người của thanh long đường ngao chẳng mấy chốc trong phòng bia liên tiếp vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết tê tâm phế liệt mà những người kêu thảm chính là thành viên của thanh long đường bởi vì trận đánh này vừa bắt đầu đã có chiều hướng nghiêng về một phía trên cơ bản bất cứ nơi nào mà bóng đen đi tới là sẽ có một số lượng lớn thành viên của thanh long đường ngã xuống Đừng nhìn những thành viên của Thanh Long đường kia một đám hung thần ác sát, còn có cả vũ khí. Nhưng căn bản là không đỡ được chiêu đầu của bóng đen. Trước mặt bóng đen, bọn họ chỉ giống như một đám trẻ con, bị đánh còn không đánh trả lại được tí nào. Giờ phút này, lúc này Ngô Siêu đang trừng to hai mắt, gương mặt che kín khiếp sợ. Cậu ta nhìn mà choáng váng, bởi vì kia là 50 người đấy, hơn nữa đều cầm vũ khí, nhưng lại không chạm được vào bóng đen kia ngược lại liên tiếp bị đánh cho nằm một đống. Cái này thật sự là quá biến thái rồi. Lúc đầu cậu ta nắm chắc phần thắng, vào giờ khắc này lại không bình tĩnh nổi. Đơn phương tàn sát bừa bãi vẫn đang tiếp tục. Bóng đen xuyên qua đám người với tốc độ cực nhanh, đi qua chỗ nào chỗ nấy kêu gào thảm thiết. Chỉ chốc lát sau, hơn 50 người hung hăng của Thanh Long Đường, tất cả nằm hết trên mặt đất. Chỉ còn lại duy nhất người ra lệnh Ngô Siêu cùng với người phụ nữ trang điểm đậm trong ngực cậu ta. Từ lúc bóng đen ra tay đến giờ, cũng chỉ mới qua có 2 phút đồng hồ. Nhìn cảnh tượng này, ngô siêu sợ đến choáng váng, hai mắt tròn xoe trợn to nhìn bóng đen, nhưng là thấy quỷ vậy. Từ lúc cậu ta đi vào con đường này tới nay, cũng không phải là chưa từng thấy các kiểu ngoan nhân mãnh tướng. Nhưng từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ thấy người nào khủng bố như bóng đen. Hơn 50 người, đánh ngã toàn bộ trong vòng 2 phút cái này con mẹ nó quá khoa trương quá thái quá, mà đúng lúc này, bóng đen liền muốn đi qua chỗ ngô siêu, tính giải quyết nốt người cầm đầu này. Diệp Thu vội khoát tay, bình thản nói, người này tôi còn dùng, cậu biến mất đi. Nghe vậy, bóng đen lập tức đứng lại, gật gật đầu, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, giống như chưa từng xuất hiện. Điều này càng làm cho ngô siêu sợ ngây người, trên trán đầy mồ hôi. Đù mé, rốt cuộc thì mình đã trêu chọc phải nhân vật khủng bố nào vậy a à? vào giờ phút này trong lòng ngô siêu đang rất hoảng loạn cũng không còn đắc ý và kiêu ngạo kiểu câu được cá trước đó nữa còn người phụ nữ trang điểm đậm trong lòng cậu ta lúc này cũng sợ đến nỗi mặt tái nhợt không còn tí huyết sắc nào sao nào bây giờ cậu còn cảm thấy mình câu được một con cá nữa không diệp thu nhìn ngô siêu khóe miệng khẽ nhếch vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi anh rốt cuộc anh là ai trong giới này ở giang châu không thể có người như anh ngô siêu run rẩy nhìn diệp thu gương mặt sợ hãi hỏi tôi là ai không quan trọng muốn sống không diệp thu lạnh lùng nói muốn muốn sống ngô siêu gật đầu mặt mũi trắng bệch vậy tôi sẽ cho cậu một cơ hội thành thật nói hết mọi chuyện mà cậu biết cho tôi như thế thì có lẽ tôi có thể tha cho cậu một mạng diệp thu hít mắt giọng điệu lạnh như băng nói tôi nói tôi nói hết Ngô siêu vội vàng gật đầu. Nghe thấy vậy, Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó lùi về sau mấy bước, tựa vào bàn bia, cầm gậy chơi bia chơi đùa, bình thản nói, nói đi, bắt đầu từ người đứng phía sau màn. Người đứng phía sau màn là, ngô siêu đang định khai báo thành thật. Nhưng đúng lúc này, phía ngoài phòng bia lại vang lên tiếng còi cảnh sát. Nghe vậy, Diệp Thu nhướng mày. Phanh, thình linh, cửa chính của phòng bia bị người đạp ra tất cả không được nhúc nhích theo đó là một tiếng hét lạnh lùng trong trẻo vang lên vài tên cảnh sát cầm súng vọt vào phòng bia còn bóng dáng xông vào đầu tiên kia có thể nói là diệp thu rất quen thuộc chính là nữ cảnh sát bạo lực hàn tiêu tiêu bất kể là dáng người quyến rũ hay khuôn mặt xinh đẹp kia của cô đều rất dễ nhận ra thấy vậy diệp thu cũng cạn lời rồi đúng là âm hồn bất tán sáng nay mình vừa mới từ trong đấy đi ra đến tối lại gặp con cọp cái này. Cái này không khỏi cũng quá xui xẻo rồi đi. Mấu chốt là bây giờ muốn chuồn cũng không chuồn được. Vừa nghĩ tới đây, gương mặt Diệp Thu tràn đầy bất đắc dĩ. Sau khi Hàn Tiêu Tiêu dẫn đầu sông vào phòng Bia, nhìn thấy thành viên Thanh Long đường đang kêu rên đầy đất, nhất thời cũng sửng sốt, trên mặt che kín nghi hoặc. Tin báo mà cô nhận được nói rằng, gần đây trên đường rất không thái bình, tối nay rất có khả năng là phòng bia tốc độ sẽ xảy ra một trận đánh nhau bằng vũ khí quy mô lớn cho nên cô mới lập tức dẫn người chạy tới nhưng sao bây giờ những người này lại nằm hết trên đất thế này chẳng nhẽ là đánh xong rồi nghĩ tới đây hàn tiêu tiêu nhíu mày mà đúng lúc này vô tình ánh mắt cô lại liếc thấy diệp thu đang đứng bên bàn bia điều này là cô sửng sốt diệp thu sao anh lại ở đây tôi Nhất thời Diệp Thu hơi khó xử, ngay sau đó anh vội vàng giơ gậy bia trong tay lên, cười nói tôi ở phòng bia, tất nhiên là chơi bia rồi. Hàn Tiêu Tiêu hít mắt, sau đó khuôn mặt nhỏ lập tức phát lạnh, lạnh giọng nói, chỗ này vừa mới xảy ra một trận đánh nhau bằng vũ khí quy mô lớn, mà anh lại nói mình ở đây đánh bia. Diệp Thu, anh coi tôi là con ngốc à? Tôi thật sự là ở đây đánh bia, hơn nữa vừa rồi ở đây đúng là có xảy ra trận đánh nhau bằng vũ khí, nhưng bọn người kia đã đi rồi vừa nãy tôi trốn dưới gầm bàn mới may mắn thoát được diệp thu nói gương mặt vô tội lời anh nói là thật sao hàn tiêu tiêu nheo hai mắt lại nghi ngờ nói tất nhiên là thật không tin thì cô hỏi ông chủ phòng bia đi diệp thu nói xong chỉ chỉ ngô siêu nghe vậy hàn tiêu tiêu nhìn về phía ngô siêu đang ngồi trên sofa lạnh lùng hỏi anh chính là ông chủ của phòng bia này vâng vâng cảnh quan ngô siêu vội vàng gật đầu hơi căng thẳng trả lời suy cho cùng thì thanh long đường là tổ chức xã hội đen không thể lộ ra ngoài sáng cậu ta là đường chủ của thanh long đường tất nhiên là vẫn khá sợ cảnh sát những gì anh ta nói đều là thật sao hàn tiêu tiêu đi mấy bước lên phía trước nhìn ngô siêu lạnh giọng hỏi nghe thấy vậy ngô siêu nuốt khan một ngụm nước miếng vô thức quay đầu nhìn về phía diệp thu trước mặt cảnh sát Cậu nhất định phải nói thật. Diệp Thu nheo mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười uy hiếp. Điều này làm cho Ngô Siêu run lên. Này, tôi đang hỏi anh đấy, anh nhìn anh ta làm gì? Hàn Tiêu Tiêu hung hăng chừng mắt nhìn Ngô Siêu, quát mắng. Ngô Siêu sợ tới mức vội vàng quay đầu nhìn Hàn Tiêu Tiêu, thành thật nói, vâng thưa cảnh quan. Những điều mà vị tiên sinh này nói đúng là sự thật, anh ấy đến đây chơi bia chương 58, Lâm Thanh Nhã xảy ra chuyện rồi. Đùa gì vậy? Còn lâu Ngô Siêu mới dám khai Diệp Thu ra. Cái khác tạm thời không nói, chỉ nguyên thủ hạ tới vô tung đi vô ảnh kia của Diệp Thu thôi đã đủ làm cậu kiêng rẻ rồi. Nếu cậu mà khai Diệp Thu ra thật, thế thì sau này cậu chết lúc nào cũng không biết đâu. Nghe Ngô Siêu nói thế. Hàn tiêu tiêu nhíu mày, sau đó cô quay đầu, hung hăng chừng mắt liếc Diệp Thu một cái, lạnh giọng nói, cứ cho là như vậy, thì anh cũng không thoát khỏi liên can đi cùng tôi về sở cảnh sát ghi lời khai xác định anh thật sự không có liên quan tôi sẽ thả anh ra không phải chứ lại muốn bắt tôi diệp thu lập tức hết nói nổi rồi ngày hôm nay mình sắp phải vào đồn cảnh sát hai lần rồi cái này ai mà chịu nổi a à? thế nhưng hàn tiêu tiêu lại không dài dòng với diệp thu nữa vẫy tay với cảnh sát đằng sau trực tiếp ra lệnh nói đưa người này còn cả ông chủ của phòng BA về đồn cảnh sát lấy lời khai cho tôi. Còn những người trên mặt đất cũng bê dậy hết cho tôi, dẫn về thẩm vấn dần. Chấm 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 chấm, đồn cảnh sát thành phố Giang Châu, văn phòng cục trưởng. Bộp, Triệu Khôn Sơn hung hăng ném một tập văn kiên lên bàn làm việc, chừng mắt nhì Hàn Tiêu Tiêu đứng trước mặt, cực kỳ tức giận nói, hổ nháo. Hàn Tiêu Tiêu, cô đúng là càn quấy, sao cô lại bắt Diệp Tiên Sinh về hả? buổi sáng vừa mới tiễn người ta đi a à. sao lúc nào cô cũng gây khó dễ cho diệp tiên sinh vậy hả mau đi thả người cho tôi không thả anh ta có liên quan tới hai vụ án đánh nhau sử dụng hung khí hơn nữa hôm nay còn bị tôi bắt tại hiện trường người này rất đáng nghi nhất định phải tiến hành điều tra hàn tiêu tiêu cắn răng vẻ mặt kiên định nói đáng nghi lại là đáng nghi nữa hả chứng cứ đâu cũng không thể bởi vì cậu ấy trùng hợp có mặt ở hiện trường cô liền bắt cậu ấy chứ. Cảnh sát chúng ta bắt người, trung quy phải chú ý tới sự hợp lý hợp pháp, phải coi trọng chứng cứ chứ đúng không? Triệu Khôn Sơn trợn trắng mắt nhìn Hàn Tiêu Tiêu, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi. Tôi sẽ tìm ra chứng cứ, những người tôi bắt về lần này còn có ông chủ của phòng BIA, cùng với nhân viên tham gia đánh nhau bằng hung khí, tôi sẽ tiến hành thẩm vấn, nếu như sau khi thẩm vấn, tất cả mọi người đều chứng minh Diệp Thu chỉ trùng hợp có mặt ở hiện trường, không tham gia trận đánh nhau, Vậy thì tôi sẽ lập tức thả người." Hàn Tiêu Tiêu nghiêm túc nói. "Được, Hàn Tiêu Tiêu, tôi nói không lại cô, cô mau đi điều tra đi, cha không ra bằng chứng thì lập tức thả Diệp Tiên Sinh ra cho tôi. Lần này tuyệt đối đừng giữ người trong 24 giờ nữa, coi như tôi xin cô đó đại tiểu thư, được không?" Nhất thời Triệu Khôn Sơn cũng không còn nóng giận nữa, nhìn Hàn Tiêu Tiêu, vẻ mặt bất đắc dĩ khẩn thiết yêu cầu. "Tôi sẽ chấp hành theo lẽ công bằng." Hàn Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Nói xong, cô xoay người đi thẳng ra khỏi phòng làm việc. Đợi sau khi Hàn Tiêu Tiêu đi khỏi, Triệu Khôn Sơn nhìn chiếc ghế trước mặt mình, hít sâu một hơi, sau đó cắn chặt răng, lấy đủ dũng khí, lúc này mới dám gọi điện thoại tới văn phòng cục trưởng, thật cẩn thận nói cái kia cục trưởng, tôi, tôi lại mời Diệp tiên sinh tới cục cảnh sát chúng tôi uống trà, chắc ngài không để ý chứ. chấm 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 chấm, hiệu suất làm việc của Hàn Tiêu Tiêu rất nhanh dưới sự trợ giúp của rất nhiều cảnh sát cô đã thẩm vấn hết một lượt tất cả thành viên của thanh long đường kể cả ngô siêu cũng cho ghi chép tỉ mỉ lại rồi cô muốn tìm ra chứng cứ từ trong đó tìm được thì có thể có bằng chứng bắt diệp thu lại thế nhưng kết quả lại làm cô thất vọng tất cả mọi người đều một mực chắc chắn diệp thu không tham gia đánh nhau chỉ tới để đánh bia trùng hợp có mặt ở hiện trường mà thôi tất nhiên rồi cho dù là ngô siêu cũng được hay là những thành viên của thanh long đường cũng thế sở dĩ bọn họ nói vậy đơn giản là vì đã bị thủ hạ của diệp thu cũng là bóng đen kia đánh cho sợ rồi điều này làm cho bọn họ đều không dám khai diệp thu ra nếu không quả thực là không thể tưởng tượng nổi hậu quả cứ như vậy hàn tiêu tiêu cũng không tìm thấy chứng cứ diệp thu tham gia đánh nhau đành phải chịu thả người ra bên trong phòng thẩm vấn sau khi diệp thu ghi chép xong anh nhìn hàn tiêu tiêu nhếch miệng cười hỏi Hàn Cảnh Quan, xin hỏi tôi có thể đi được chưa? Diệp Thu, anh đừng tưởng như này là đã xong, anh đã liên tiếp cuốn vào hai vụ xã hội đen đánh nhau bằng hung khí, mặc dù tôi không có chứng cứ, nhưng anh vẫn là kẻ tình nghi. Về sau mỗi ngày anh có hành động gì, muốn làm cái gì, làm cái gì đều phải báo cáo cho tôi, đã nghe rõ chưa? Hàn Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Tại sao ha? À? Tôi cũng chẳng phải phạm nhân, cô đây là đang theo dõi tôi đó hơn nữa còn là theo dõi phi pháp. Diệp Thu bĩu môi, không vui nói. Không tại sao gì hết, trước khi anh chưa rửa sạch được hiểm nghi, anh bắt buộc phải làm như vậy, trừ phi anh muốn để tôi mỗi ngày đều bắt anh về làm ghi chép, như thế anh có đồng ý không? Hàn Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn Diệp Thu, nói rất là cường thế. Diệp Thu vừa nghe thấy lời này của Hàn Tiêu Tiêu, nhất là câu nói cuối cùng thì cũng sợ Hàn Tiêu Tiêu rồi. Bởi vì anh tin, con hổ cái hàn tiêu tiêu này nói được thì chắc chắn làm được. Nếu mỗi ngày đều bị dẫn tới cục cảnh sát làm ghi chép, thế thì dứt khoát là chẳng làm được gì nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Thu nhanh chóng lắc đầu, nói, đừng đừng đừng, chẳng qua chỉ là báo cáo hành tung của tôi thôi sao, cô đưa điện thoại cho tôi, tôi nhất định báo cáo đúng sự thật, báo cáo đúng giờ. Thế này còn tạm được. Hàn tiêu tiêu trắng dã mắt nhìn Diệp Thu một cái, đọc cho Diệp Thu số điện thoại của mình, sau đó còn không quên cảnh cáo nói, báo cáo trung thực, đừng có mà nghĩ lừa tôi. Nhất định rồi, tôi làm gì chắc chắc sẽ báo hết cho cô, dù sao thì tôi tuân theo phép luật nhất. Diệp Thu liên tục gật đầu, nghiêm chỉnh nói. Chấm 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 chấm, ra khỏi cục cảnh sát. Đã hơn 10 giờ tối. Diệp Thu nghĩ trước tiên là gọi điện thoại cho Lâm Thanh Nhã, xem xem Lâm Thanh Nhã đi tụ tập đã về chưa. Nhưng mà, anh còn chưa kịp bấm số, lâm thanh nhã lại gọi cho anh trước thấy vậy sắc mặt diệp thu khẽ biến thầm nghĩ toi rồi đoán chừng là lâm thanh nhã thấy mình muộn thế này còn chưa về chắc chắn là đã tức giận lại thêm chuyện sáng nay mình đi muộn xem ra lần này lâm thanh nhã lại không có ấn tượng tốt với mình rồi nhưng mà cuộc điện thoại này cũng không thể không nhận a à. nếu như mình lại nghe điện thoại muộn chắc chắn lâm thanh nhã càng tức giận nghĩ tới đây diệp thu hít sâu một hơi nhanh chóng bắt máy cứ tưởng chắc chắn mình sẽ nhận một trận chất vấn lạnh lùng của lâm thanh nhã thế nào mà sau khi bắt máy lại truyền tới một trận âm nhạc sôi nổi hỗn tạp sau đó mới truyền tới giọng nói yếu ớt vô lực của lâm thanh nhã giống như là giọng đã uống say diệp thu cứu tôi tiếp sau đó điện thoại liền bị cúp sắc mặt diệp thu nháy mắt đã trầm xuống rõ ràng lâm thanh nhã đã gặp rắc rối rồi nghĩ tới đây Đôi mắt Diệp Thu nháy mắt phủ đầy hàn quang, anh lập tức bấm số của người đàn ông đẹp trai. "Alo, lão đại, sao nhanh thế này mà anh đã chủ động gọi điện cho em rồi vậy? Lẽ nào là nhớ em à?" Người đàn ông đẹp trai tươi cười trêu ghẹo nói. "Hạn cho cậu trong thời gian ngắn nhất, tra ra vị trí hiện tại của vợ tôi, sau đó qua đây đón tôi." Diệp Thu lạnh lùng nói. Chương 59, bị hạ thuốc. Người đàn ông đẹp trai vừa nghe giọng điệu của Diệp Thu liền biết chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Anh lập tức nghiêm túc trở lại, em lập tức đi làm ngay. Sau đó, hai người cúp điện thoại. Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe thể thao Bugatti Veyron phiên bản giới hạn dừng trước mặt Diệp Thu. Cửa kính xe hạ xuống, người lái xe chính là người đàn ông đẹp trai. Diệp Thu không nói nhiều, trực tiếp mở cửa xe ra ngồi vào, bình tĩnh hỏi, đã tra ra chưa? Em đã tra ra bây giờ chị dâu đang ở quán Ba Hoa Hồng Đêm, phòng 501. Người đàn ông đẹp trai gật đầu, trả lời. Xuất phát đi, đi với tốc độ nhanh nhất. Diệp Thu bình thản nói. Nói xong, anh liền nhắm hai mắt lại, dựa lưng vào trên ghế. Nhưng mà, đừng nhìn sắc mặt anh yên ả, thực ra trong lòng anh đã loạn lên từ lâu rồi. Lâm Thanh Nhã là tất cả của anh, là người mà anh quan tâm nhất. Nếu Lâm Thanh Nhã có xảy ra chuyện gì bất chắc, vậy thì anh cũng không biết mình sẽ làm ra hành động qua khích gì nữa. Nhìn bộ dạng của Diệp Thu, người đàn ông đẹp trai mấp máy môi, cũng không biết nên nói gì, anh lập tức tăng tốc xe, lái tới quán Ba Hoa Hồng Đêm. Quán Ba Hoa Hồng Đêm là một trong những quán ba chiếm diện tích lớn, là khu vực có nhân khí cực cao ở Giang Bắc. Nơi này trang trí theo phong cách thời thượng hoa lệ, rất được người trẻ yêu thích. Cho nên vừa đến buổi tối, trên cơ bản thì cả quán bar đã ở trong tình trạng đông nghịt. Giờ phút này, khu vực phòng riêng, phòng 501. Hai mắt lâm thanh nhã mơ mơ màng màng, cô tựa người trên sofa, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Còn ý thức của cô, giờ phút này gần như là mơ hồ. Vừa nãy gọi điện thoại cho Diệp Thu, đó là một chút tỉnh táo cuối cùng mà cô giữ lại được. Cô có thể chắc chắn, trong ly rượu của mình đã bị người ta bỏ thuốc. Mà người bỏ thuốc, chính là bạn cấp ba lâu ngày không gặp của cô vốn tưởng rằng đây chỉ là một buổi gặp mặt bạn bè bình thường cô cũng không quá đề phòng nhưng không ngờ cô lại trúng chiêu như thế này nếu sớm biết như này tối nay có nói gì cô cũng sẽ không tham gia cái gọi là gặp mặt bạn bè này nhưng mà bây giờ có nói gì thì cũng đều đã muộn mắt thấy ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ lâm thanh nhã chỉ có thể đặt hy vọng lên người diệp thu Mặc dù không biết vì sao lúc nãy khi cô gọi điện thoại xin giúp đỡ, người đầu tiên mà cô nghĩ tới là Diệp Thu. Nhưng mà, bây giờ cô chỉ có thể mong Diệp Thu có thể đến kịp lúc. Nếu không đợi đến khi thuốc hoàn toàn phát huy tác dụng, thì hết thảy đều xong rồi. Giờ phút này, trong căn phòng, ngoại trừ lâm thanh nhã, còn có hai nam một nữ. Mà một người đàn ông trong số đó đeo mắt kính gọng vàng, mặc co mồ màu, màu trắng hai mắt hắn ta đang nhìn chằm chằm lên cơ thể mềm mại của lâm thanh nhã trong mắt tràn đầy ham muốn chiếm giữ người đó tên là vương hạo chiết là bạn cấp ba kiêm bạn cùng bàn của lâm thanh nhã hắn ta đã thèm nhỏ dãi lâm thanh nhã từ lâu nhất là hôm nay vừa thấy lâm thanh nhã đã trở nên càng xinh đẹp thành thục khí chất băng sơn người khác chớ tới gần trên người cô lại càng làm người không nhịn được muốn chinh phục vì thế hắn ta đã nổi lên suy nghĩ lệch lạc đối với lâm thanh nhã hắn ta chính là người bỏ thuốc vào trong rượu của Lâm Thanh Nhã. Còn một đôi nam nữ khác kia là Trương Huy và Lưu Tuệ Phương. Chuyện bỏ thuốc, tất nhiên là hai người họ biết. Nhưng hai người sớm đã bị Vương Hạo Chiết mua chuộc, cho nên giờ phút này tất nhiên là họ sẽ không ngăn cản Vương Hạo Chiết. Năng lực ý chí của Lâm Thanh Nhã đúng thật là mạnh, thuốc mạnh như vậy, thế mà đến giờ vẫn giữ được tỉnh táo, vừa nãy may mà tôi phản ứng nhanh, cúp điện thoại của cô ấy nếu không để cô ấy nói ra đây là chỗ nào vậy thì kế hoạch hôm nay của tôi sẽ hỏng mất vương hạo chiết liếc nhìn hai mắt mơ màng vẫn còn một tia tỉnh táo của lâm thanh nhã nhếch miệng cười nói cậu dự định lúc nào thì xuống tay tôi thấy bây giờ chắc là cô ấy đã không còn sức để chống cự rồi trương huy nhìn vương hạo chiết nghi hoặc nói cứ đợi tiếp đi tôi muốn đợi đến khi thuốc phát huy hết công hiệu khiến cho cô ấy cầu xin tôi làm cô ấy như vậy mới thú vị bây giờ cô ấy vẫn còn phản kháng vương hạo chiết cười dâm nói như này sẽ không sao chứ chúng ta đều là bạn học đấy hơn nữa thanh nhã đã kết hôn có chồng rồi đấy cậu không sợ sau khi chuyện này xảy ra chồng cô ấy trả thù sao lưu tuệ phương hơi lo lắng hỏi sợ sợ cái rắm ông chồng kia của cô ấy chỉ là một thằng phế vật đi ở rể không có một tí bản lĩnh nào cả Nói trắng ra thì chính là trai bao dựa vào Lâm Thanh Nhã bao nuôi. Hơn nữa tôi cũng nghe ngóng rồi, Lâm Thanh Nhã không hề thích anh ta, thế nên cho dù tôi có ngủ với Lâm Thanh Nhã cũng không sao. Nếu mà tên phế vật kia dám tới tìm tôi, tôi sẽ chỉnh chết anh ta." Vương Hạo chiết cười khinh miệt, vẻ mặt khinh thường nói. "Nhưng tôi cứ cảm thấy như này không ổn lắm." Lưu Tuệ Phương nhíu mày, trong lòng có chút không yên. Suy cho cùng thì là một cô gái cô vẫn hơi mềm lòng. Tuệ Phương, cậu không thể nói thế được, tôi đã cho hai người lợi ích, hai người các cậu cũng đã đồng ý giúp tôi. Và lại, hồi ở cao trung tôi đã đặc biệt thích Lâm Thanh Nhã, hơn nữa tôi tin là chắc chắn cô ấy cũng thích tôi. Chẳng qua là xấu hổ nên mới ngại tỏ tình với tôi, nếu không sao hôm nay tôi vừa mời một cái, tôi ấy đã tới luôn rồi. Cho nên nói, các cậu làm như này, thực ra là đang tác thành cho hai chúng tôi, việc này có gì mà không tốt chứ? vương hạo chiết trắng mắt liếc lưu tuệ phương một cái hùng hồn nói đúng thế hạo chiết nói đúng cậu ấy và thanh nhã vốn là thanh mai trúc mã nên ở bên nhau từ lâu rồi huống hồ hiện tại thanh nhã cũng không thích tên phế vật ở rể kia chỉ bằng ở bên người giỏi giang như hạo chiết còn chúng ta làm thế này cũng hoàn toàn là giúp người khác hoàn thành ước vọng tuệ phương à cậu không cần áp lực trong lòng trương huy gật đầu ở bên cạnh nói phụ họa được được rồi thế sau này cậu nhất định phải đối xử tốt với Thanh Nhã. Lưu Tuệ Phương do dự một hồi, cuối cùng thỏa hiệp nói. Cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cưng chiều cậu ấy lên tận trời. Vương Hạo Chiết gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Nhã, trong mắt tràn đầy khát vọng. Trước cửa của quán Ba Hoa Hồng Đêm, một chiếc Bugatti Veyron bản số lượng giới hạn dừng ở đây, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Không ít cô gái khá hám tiền thấy vậy, nhanh chóng chỉnh đốn trang phục để hở ra tiền vốn chuẩn bị đi lên bắt chuyện nhưng đúng lúc này diệp thu đẩy cửa xe ra đi xuống xe anh không nhìn vào những cô gái đó sắc mặt âm trầm bước nhanh vào trong quán bar người đàn ông đẹp trai thấy vậy cũng bất đắc dĩ lắc đầu anh biết chắc chắc tối nay lại có người gặp họa rồi đi vào quán bar diệp thu chuẩn bị đi thẳng đến khu vực phòng bao nhưng đúng lúc này quản lý đại sảnh của quán ba nhanh chóng đi lên đón Diệp Thu, cung kính nói, Diệp tiên sinh, chào ngài. Ông biết tôi. Diệp Thu hít mắt, nghi hoặc nói. Tất nhiên rồi, quán ba này là Chu Gia Mở, ông ấy từng cho tất cả mọi người xem ảnh của ngài, đồng thời dặn dò tất cả mọi người, cho dù có không nhớ ông ấy, cũng nhất định phải nhớ ngài. Lúc ngài đến nhất định phải phục vụ ở cấp bậc cao quý nhất. Quản lý đại sảnh giải thích với gương mặt cung kính. Bây giờ tôi không cần phục vụ, Phòng 501 ở đâu? Lập tức dẫn tôi đi." Diệp Thu lạnh lùng nói. "Vâng thưa Diệp tiên sinh, mời ngài đi theo tôi." Quản lý đại sảnh gật đầu, không dám nhiều lời, nhanh chóng đi trước dẫn đường. Chương 60, tôi muốn mạng của anh. Trong phòng 501. Dần dần, ý thức của Lâm Thanh nhã càng ngày càng mơ hồ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thậm chí là đã bắt đầu phát ra một vài tiếng thở dốc mê người như có như không. Thấy một màn này, lửa dục trong mắt Vương Hạo Chiết sắp phun ra rồi, ham muốn chiếm lấy mãnh liệt, đã làm liệt đi ý chí của hắn ta. Hắn trực tiếp đứng dậy từ trên ghế sofa, bước nhanh về phía Lâm Thanh Nhã. Trương Huy và Lưu Tuệ Phương thấy vậy, rất ăn ý mà xoay người đi, giả vờ như không nhìn thấy gì hết. Phanh! Thế nhưng, đúng lúc này, một âm thanh lớn vang lên, cửa phòng bị người từ bên ngoài đạp ra điều này dọa cho trương huy và lưu tuệ phương sợ đến mức nhảy dựng lên vương hạo chiết thì bị dọa đến mức nửa thân dưới mất hết cảm giác con mẹ nó ai vậy sắc mặt vương hạo chiết u ám cực kỳ phẫn nộ quay đầu trừng mắt chỉ thấy một chàng trai trẻ mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái màu đen sắc mặt lạnh băng đi vào phòng người tới không ai khác chính là diệp thu thấy vậy vương hạo chiết còn cả trương huy lưu tuệ phương đều sửng sốt bởi vì ba người họ đều chưa từng gặp Diệp Thu, cũng đều không nhận ra. Này, anh là ai đấy, có biết lịch sự không vậy, đá cửa phòng chúng tôi làm gì? Vương Hạo Chiết hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng hỏi. Diệp Thu không quan tâm Vương Hạo Chiết. Từ giây phút anh bước vào phòng, ánh mắt anh đã tập trung trên người Lâm Thanh Nhã. Bởi vì cả cái phòng bao này, chỉ có Lâm Thanh Nhã là đáng để anh chút ý. Tiếp sau đó, Diệp Thu nhấc chân đi vào phòng bao xong thì đi tới chỗ Lâm Thanh Nhã. Vương Hạo Chiết thấy Diệp Thu không để ý đến mình, lại còn dám đi vào tiếp, nhất thời hắn ta tức giận, lạnh giọng quát này, anh kia, tôi nói anh đấy, anh tưởng chỗ này là nhà anh à. Ai cho anh đi vào hả? Mau cút ra ngoài cho tôi. Nếu muốn sống, thì câm miệng lại cho tôi. Diệp Thu liếc mắt quét qua Vương Hạo Chiết, khuôn mặt vô cảm nói. Thế mà, chỉ là một ánh mắt, Vương Hạo Chiết đã hoàn toàn kinh sợ. Bởi vì từ trong mắt Diệp Thu, hắn ta cảm nhận được một cảm giác áp bách vô cùng lớn. Điều này làm cho hắn ta không nhịn được run lên, ít nhiều có chút kiêng rè, nghĩ thầm, người này tuổi còn trẻ mà đã có khí chàng thế này, chẳng nhẽ đây là một phú nhị đại có bối cảnh. Nghĩ tới đây, Vương Hạo Chiết tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này, Diệp Thu đã đi tới trước mặt Lâm Thanh Nhã. Anh trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh Nhã, sau đó đưa tay bắt được cánh tay của Lâm Thanh Nhã, thuận đà kéo một cái, kéo cô vào trong ngực mình. Nhìn thấy một màn này, con người của Vương Hạo Chiết sắp chừng ra ngoài rồi. Đó là con mồi sắp vào tay hắn. Hắn còn chưa chạm vào đâu, bây giờ lại bị Diệp Thu kéo vào trong lòng rồi. Điều này làm cho hắn ta phẫn nộ tới cực điểm, nghiến răng kêu ken két. Nhưng, trước khi còn chưa làm rõ thân phận của Diệp Thu, hắn ta cũng không dám nói bừa, chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám lên tiếng. Cảm nhận được là mình đã tiến vào một vòng ôm ấm áp. Với một chút tỉnh táo mà mình còn sót lại, Lâm Thanh Nhã cố gắng mở mắt. Sau khi cô nhìn thấy người tới là Diệp Thu, cô thoải mái cười một cái, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức. Lúc này, cô bắt đầu xé quần áo trên người mình, tiếng thở dốc phát ra càng mê người. Thấy vậy, Diệp Thu liền biết, chắc chắn là Lâm Thanh Nhã đã bị người bỏ thuốc, hơn nữa còn là loại thuốc có công hiệu mạnh cho dù là trinh tiết liệt nữ, uống phải thuốc này thì khi thuốc phát huy tác dụng cũng sẽ biến thành người phụ nữ dâm đáng. Lâm Thanh Nhã có thể kiên trì tới lúc này, lực ý chí của cô cũng đã là kinh người rồi. Đúng là đã làm khó cô rồi. Diệp Thu đau lòng vuốt mái tóc của Lâm Thanh Nhã, sau đó hai ngón tay khép lại lấy tốc độ cực nhanh điểm vào mấy chỗ trên người Lâm Thanh Nhã, phong trụ mấy huyện vị trên người Lâm Thanh Nhã. Làm như vậy, có thể tạm thời hạn chế thuốc phát huy tác dụng đúng như dự đoán, rất nhanh, Lâm Thanh Nhã đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Diệp Thu hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn Lâm Thanh Nhã đang từ từ yên tĩnh lại trong ngực mình, gương mặt dịu dàng nói: Bà xã, em ngủ trước một giấc đi, đợi ông xã giải quyết xong người xấu sẽ đưa em về nhà. Vương Hạo Chiết đứng bên cạnh vẫn tức giận mà không dám nói nghe thấy những lời này, cũng lập tức sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thu, hỏi: Ông xã? Anh chính là Diệp Thu, người chồng ở rể của Lâm Thanh Nhã nghe vậy diệp thu nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía vương hạo chiết bình thản nói là tôi làm sao ha 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 mẹ nó tôi còn tưởng là cậu ấm của gia tộc lớn nào tới cơ hóa ra chỉ là một tên phế vật dựa vào ăn cơm chùa ở rể vừa nãy đúng là đã dọa chết ông đây rồi vương hạo chiết ngẩng đầu cười to ngay tại chỗ trong tiếng cười tràn đầy khinh thường sau đó hắn ta cúi đầu nhìn về phía diệp thu vươn tay ra vẻ mặt khinh thường nói chàng trai thức thời đi, trả lâm thanh nhã lại cho tôi, cô ấy là con mồi của tôi. Ồ, nói như vậy, anh là người bỏ thuốc cô ấy. Diệp Thu nhìn Vương Hạo Chiết, híp híp mắt, lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, chính là tôi bỏ. Vương Hạo Chiết rất là kiêu ngạo gật đầu, khinh miệt cười một cái, nói, Diệp Thu, mọi người đều là người trưởng thành, lâm thanh nhã không thích anh, đây là chuyện mà mọi người đều biết, anh cần gì phải nghiêm túc như vậy. Không bằng anh đưa cô ấy cho tôi, để tôi chơi một đêm anh ra giá đi muốn bao nhiêu tôi đều có thể đưa cho anh dù sao thì anh tới nhà họ lâm làm con rể ở rể không phải là vì tiền sao tôi cho anh tiền thế nào vào giờ phút này vương hạo chiết căn bản là không coi diệp thu ra gì bởi vì trong suy nghĩ của hắn ta diệp thu chẳng qua chỉ là một người con rể đi ở rể không hề có bối cảnh không đáng để hắn ta phải sợ nhưng mà vương hạo chiết lại không biết những lời mà hắn ta nói hiện tại sẽ mang tới cho hắn ta rắc rối lớn như thế nào. Sắc mặt Diệp Thu lập tức trở nên lạnh như băng. Nhất thời, nhiệt độ của cả phòng bao như hạ xuống. Điều này làm cho Vương Hạo Chiết không nhịn được run cầm cập. Thế nhưng hắn ta vẫn không coi Diệp Thu ra gì, vẻ mặt hèn mọn nói, "Này, Diệp Thu, tôi đang nói chuyện với anh đấy, cần nhắc một chút đi, 10 vạn, 20 vạn. Chỉ cần anh muốn, tôi đều có thể cho được." Dù sao thì giữa anh và Lâm Thanh Nhã cũng không có tình cảm, anh không hề xứng với cô ấy, đợi cô ấy tìm được người tốt hơn, chắc chắn sẽ đá anh đi, chỉ bằng nhân dịp này hãy anh vơ một món tiền, nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền. Diệp Thu không nói gì, nhẹ nhàng đặt Lâm Thanh Nhã lên sofa, sau đó bỗng nhiên đứng lên, một phát đã bắt được cổ áo của Vương Hạo Chiết, giọng nói lạnh băng đến cực điểm, tôi muốn mạng của anh. Audio điện tử võ tấn bền kết chương 60